trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Cha thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh, là từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo, và cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Và con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Và bài học ngày hôm nay, môn học tương ương mẫu Samvut Antika giá bài 2, kinh lâm vị vua Manchara Ca Suất Tăng tên cả tuyệt vời. Con xin thay mặt đại chúng tông đâm thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, cùng kính nhân mít đến sư. Nam mô Bổn Thầy Gia. Kính lãnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, bài kinh ngày hôm nay có hai điểm thú vị để chúng ta nói đến. Thứ nhất là có một câu hỏi mà năm vị vua cùng nhau đưa ra để đàm luận. Khi hỏi Đức Phật thì Đức Phật trả lời một cách rất là khác biệt. Và từ câu chuyện đó, một đệ tử Phật, một vị cư sĩ có mặt ở tại hội chúng lại đưa ra một cái ý nghĩ khác, cũng nói về sự tuyệt vời. Thứ vị, đề tài đó là một điểm lợi lạc để chúng ta bàn thảo. Nhưng mà rồi cái tình tiết của câu chuyện nó lại đưa cho chúng ta từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bây giờ mời quý Phật tử nghe bài kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng trình thư tổ hấp đăng vì giảng sư trong ngày gửi đến đại chúng pháp thoại của ngày hôm nay. Sa thú đành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu, và con phép được đọc phần chánh văn. Bài 2, kinh năm vị vua Manchara Ca Suất Tăng trên cả tuyệt vời. Chương 3, tương ương Cô Sa Lá phẩm thứ 2. Ý niệm về sự tuyệt đỉnh của cuộc sống khiến người ta cả quyết cái gì là giá trị tuyệt đối. Đức Phật dạy tất cả sự đánh giá như vậy đều tương đối tùy theo sở thích cá nhân. Nói cách khác, theo Phật pháp thì những gì khả ái, khả lạc không phải tùy ở ngoại xứ mà còn do nội xứ. Người ta nói sướng như vua vì có thể tận hưởng những dục lạc tốt nhất có thể. Thế nhưng khi năm vị vua cùng đưa ra quan điểm cái gì là tuyệt hảo thì lại có năm ý kiến khác biệt nhau. Đức Phật dạy là trên thực tế cái gọi là tối thượng chỉ là quan niệm dựa trên thị hiếu riêng mỗi người. Một cư sĩ tình cờ có mặt trong hội chúng khi nghe câu chuyện lại có một cái nhìn khác. Hình ảnh của Đức Phật là tối tôn ở đời, như vầng thái dương trên bầu trời. Cảm nhận không liên hệ gì đến đề tài của năm vị vua, nhưng khiến tất cả đồng thuận. Trong thế giới, thi thiết tất cả chỉ là đối đãi. Kinh văn: tại sao có thi? Thời ấy, có sự tụ họp, năm vị vua đứng đầu là vua Asenadi, Đức Cô Sa Lá. Họ được cung ứng và hưởng thụ sung mãn năm dục lạc. Rồi một cuộc đàm luận khởi lên giữa những vị vua về dục lạc nào tối thượng. Một vị vua nói rằng sắc đẹp là khoái lạc tối thượng. Vị khác nói âm thanh là khoái lạc tuyệt hảo. Vị khác nữa, mùi hương là khoái lạc đệ nhất. Cũng có vị nói,
vị ngon là khoai lạc cực phẩm, và một vị nói xúc lạc và khoai lạc không gì bằng. Các vị ấy không ai thuyết phục được nhau về quan điểm của mình. Rồi vua Pasenadi nước Kosala bảo các vua ấy: chư liệt vị, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời thế nào, chúng ta thọ trì như vậy. Thưa ngài, vâng ạ. Các vua ấy đồng thuận với vua Pasenadi nước Kosala. Rồi năm vị vua ấy với vua Pasenadi nước Kosala là thượng thủ đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, năm vua chúng con tụ họp được cúng và hưởng thụ sung mãn năm dục lạc. Các chuyện sau đây được khởi lên giữa chúng con: dục nào là tối thượng? Một người trong lúc con nói rằng sắc đẹp là khoái lạc tối thượng, vị khác nói âm thanh là khoái lạc tuyệt hảo, vị khác nữa mùi hương là khoái lạc đệ nhất, cũng có vị nói vị ngon là khoái lạc cực phẩm, và một vị nói xúc lạc và khoái lạc không gì bằng. Các vị ấy không ai thuyết phục được nhau về quan điểm của mình. Bạch Thế Tôn, dục nào là tối thượng? Này đại vương, theo thị hiếu cá nhân mà một thứ dục lạc được xem là tối thượng, cũng là một hình sắc được nhưng được đặc biệt ưa thích bởi người này nhưng không được ưa thích bởi người khác. Nếu một người ưa thích thứ hình sắc nào đó với sự thỏa mãn mà không mong cầu sự thứ sắc khác hơn, thì sắc ấy được xem là tối thượng. Đối với người đó, sắc là không gì bằng, cũng là một âm thanh không gì bằng, cũng là một mùi hương không gì bằng, cũng một khẩu vị không gì bằng, cũng là một xúc chạm được nhưng chưa được đặc biệt ưa thích bởi người này nhưng không được thích ưa chuộng bởi người khác, vân vân. Nếu một người ưa thích thứ xúc chạm nào đó với sự thỏa mãn và không mong cầu thứ xúc phạm khác hơn, thì xúc chạm ấy được xem là tối thượng với người đó. Đối với người đó, cảnh xúc là không gì bằng. Lúc bấy giờ có nam cư sĩ Chanda Nangalika hiện diện trong hội chúng ấy. Rồi cư sĩ Chanda Nangalika từ chỗ ngồi đứng dậy, đặt thượng y lên một bên vai, chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch rằng: bạch Thế Tôn, một ý tưởng cảm hứng khởi lên nơi con. Bạch thiện thể, một ý tưởng cảm hứng khởi lên nơi con. Đức Thế Tôn dạy: này Chanda Nangalika, hãy nói lên một ý tưởng cảm hứng ấy. Rồi cư sĩ Chanda Nangalika nói lên kệ ngôn xưng tán thích hợp trước Đức Thế Tôn. Như sen hồng ngát hương trên cô cá na đá, nở ra bụi ban mai với mùi thơm ngào ngạt, đấng anh nghi xa rá với hào quang chói sáng như mặt nhật trên không. Nhưng cư sĩ Chanda Nangalika đem cả năm áo tròn cúng dường Đức Thế Tôn. Là câu Phật ngôn: Mana bara riyan tang khawa hang mahara chak ban chak suka magune su at gan tivada mi. Là câu Phật ngôn được sơ giải chú thích là mang ý nghĩa theo thành ngữ mana manip phát tình mana bắt cầu ti cần. Cái gì tâm ưa chuộng nhất thì cái đó tối thượng, hay tùy theo thị hiếu cá nhân.
Anumangyathaka Kanadang Sugandhang Như sen hồng cơ Kanada ngát hương. Ba tờ si già phồn lam ma quỳ ta gần thằng nở vào buổi sáng mai ngào ngạt. Anh ghi ra sạc ba sa quy rơ cha mà năng hãy nhìn lẫn anh ghi ra sáng. Ta bàn ta mà đích qua mi hoàn ta lích khề tị sáng chói như mặt trời trên hư không. Thích văn chữ e cát chê có nghĩa là vài vị hay một vài vị, nhưng theo một số dịch giả kể cả ngài Bưu Thí thì nên hiểu là một vị, vì ở đây có năm vị vua với năm ý kiến khác biệt. Đại từ anh dí ra xá có thể hiểu theo hai ý nghĩa. Thứ nhất, Đức Phật là đấng anh dí ra xá vì hăng tỏa sáng, đấng minh quang. Thứ hai, Đức Phật là đấng anh dì ra xá vì ngài mang họ Gautama, dòng tộc được gọi là anh dì ra xá. Biên soạn giáo trình, thượng tọa giác đẳng, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Từ Bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Hello. Quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Đại Siêu, ở quên Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tệ Tri, Sư Nguyên Thông, cùng với Chư Tôn Đức Tăng, kính chào hỷ bài cô tu nữ, thân chào Phật tử. Thì chúng ta thấy trong cái phẩm tương ưng của Sa Lá này thì đức vua của Sa Lá là một vị vua và cái vương quốc cũng rộng lớn hơn, với bốn cái vị vua, và tất cả năm vị này có cái sự suy nghĩ và đưa lên cái quan niệm của mình, coi vị nào và cái dục nào là tối thượng đối với, để tìm ra đó là tối thượng. Thì chúng ta biết rằng điều này đó thì các vị đó và tùy theo cái nội xứ hay là cái nội tâm, ngoại xứ có nghĩa là chúng ta thấy đối với các cái sắc, nếu người nào ưa thích sắc thì họ cho đối tượng cái dục đó là các sắc. Thì chúng ta hiểu rằng mắt nhìn thấy những cái đối tượng. Và trong cái bài kinh Mangala Sutta đó thì những người ngoại đạo họ cũng đem ra học nói cái dục nào là tối thượng. Có nhiều người nói rằng là mắt, nhiều người nói là tai. Nhưng mà rồi họ tranh luận với nhau đó thì họ cũng đưa ra những cái ý kiến. Họ nói rằng mắt thấy lúc mà sáng thôi. Còn tai đó thì lúc mà tối cũng nghe được, ban ngày cũng nghe, đêm cũng nghe. Nên họ nói tai là cái đối tượng dục là số một. Thì năm vị vua này đó cũng đưa ra cái ý kiến nó cũng tương tự như vậy quý vị. Vì thường thường thì chúng ta cũng biết đó, nếu mà chúng ta là một cái người sống ở trong cái đời đó với một thời gian dài đó, thì chúng ta cũng sẽ hiểu được là nếu chúng ta có cái sự bình tâm và chúng ta được học Phật Pháp thì chúng ta hiểu một cách rất tường tận hơn. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Vì thường thường quý vị biết rằng con lúc trẻ thì nó lại khác quý vị, lúc già lại khác. Nên khi mình còn trẻ đó thì mình lại thích cái vật này, nhưng mà khi mình về già thì mình lại không thích. Hoặc là lúc mình khỏe đó thì mình thích, nhưng mà lúc mình bệnh thì mình không thích. Ví dụ quý vị thấy rằng một người mà khi họ thích đồ ăn ngon đó, nhưng mà họ khi ăn đồ ăn ngon đó, bác sĩ khuyên họ bây giờ bị dư đường, dư mỡ,
rồi dư những cái chất nó sẽ gây ra những cái sự ở trong cơ thể. Một cái loại vật thực nào đó mình ăn nhiều thì nó sẽ thể xảy ra một cái chứng bệnh nào đó. Khi được các nhà bác sĩ, các nhà nghiên cứu đó, họ tìm thấy được và họ đưa lên, rồi những cái nhà bác sĩ trị bệnh chúng ta đó, họ rút những cái kinh nghiệm từ những cái người nghiên cứu đó, rồi họ khuyên chúng ta nên hạn chế cái loại vật thực này và vật thực kia. Nên thường thường quý vị thấy có nhiều khi đó, lúc mình ăn được đó, mình ăn nhiều, rồi khi ăn nhiều đó thì mình sẽ dư chất, và cái dư chất đó thì làm cho mình đó, nghĩa là đối với cái đó mình không hấp dẫn nữa. Chúng tôi nói như vậy thì quý vị hiểu rằng cái cảm thọ đó là vô thường, quý vị. Cảm thọ đó là vô thường, nên đó, chúng ta hiểu cảm thọ là vô thường đó, thì không có cái nào là nhất hết. Thì thường thường đó, chúng ta biết rằng đó, cái gì đó mình mới ăn được lần đầu đó thì mình thấy ngon, nhưng mà ngày nào cũng nhơi cái đó thì mình cũng cảm thấy không có hứng thú gì, quý vị. Nên thường thường quý vị biết đó, nếu con người của mình nói một loại chè hay một loại bánh, một cái loại nào đó mà mình nói cái đó là số 1 đó, thật sự đó số 1 là khi mình có nhu cầu, có nghĩa là khi nào mình thiếu thốn cái vật thực đó ở trong người mình ăn cái đó thì mình thấy nó ngon, nhưng mà ngày nào mình cũng ăn cái đó hết tự nhiên mình thấy mình sợ liền, quý vị. Bây giờ quý vị thấy cũng như bây giờ nói rằng mình nghe nói vua chúa nhiều khi ăn đồ ăn mà ăn không biết ngon nữa, mà chúng ta nghe câu chuyện Đàn Trình đó, Nguyễn Bình Khiêm đó, có nghĩa là vua nói không còn ăn cái gì ngon hết, thì bây giờ để cho vua đói đi, mà Đàn Trình thì lấy cục đá bỏ vô cái nồi đó, nói rằng có món ăn rất là ngon, nhưng mà vua phải chờ. Nhưng mà thật sự đá thì quý vị chỉ biết rằng đun cục đá và đun hoài sao nó thành đồ ăn được. Cho đến lúc mà vua đói quá rồi đó, vua đói quá thì giờ vua muốn ăn, thì bây giờ luộc rau nấu cơm lên thì một cái loại nước chấm gì đó, vua đói thì vua ăn mình cảm thấy ngon thôi. Nên nhiều khi quý vị biết rằng đối với mắt cũng vậy, quý vị. Mắt chúng ta nhìn cái cảnh nào đó thì cái cảnh đó tuy rằng đó, mới đầu có thể hấp hồn chúng ta, nhưng mà chúng ta nhìn hoài đó, nó cũng chẳng còn cái gì là lý thú hết. Nên chúng ta thấy rõ ràng đó, người ta cưới nhau đó, rồi thời gian ta ly dị, tại vì mắt nhìn cái người đó, nhưng mà mới nhìn qua hoặc là nhìn chưa có nhìn kỹ thấy hấp dẫn như vậy, nhưng mà thời gian thấy cũng chẳng có gì hấp dẫn. Nên thường thường quý vị biết rằng những cái người mà họ những cái người cha mẹ mà có cái kinh nghiệm đối với con cái đó, thì nó cũng có rất là nhiều điểm rất là hay, quý vị. Ví dụ thằng con trai đó, nó thương cô nào đó quá mà bây giờ mình cản, nó có thể tự giận, có thể nó tự giận nó chết, nhưng mà cứ cưới cho nó đi, nó muốn cưới cho nó thời gian rồi có thể nó bỏ, thời gian có thể nó bỏ, thì nó vẫn còn sống, quý vị. Nhưng mà nếu mình mà không biết không khéo đó thì nó nhiều khi nó gọi là thất tình, nó tự giận nó chết. Nhưng mà cứ cưới cho nó đi rồi 2-3 bữa sau nó, hoặc là 2-3 tháng sau, 1-2 năm sau thì nó cũng không còn hấp dẫn gì. Nên nhiều khi quý vị nghe những cái câu chuyện mà vị đạo sĩ đó thương hoàng hậu, hoàng hậu, rồi thì ông vua với hoàng hậu muốn cho đạo sĩ thức tỉnh đó, thì ông vua cũng đồng ý gả bà hoàng hậu cho ông đạo sĩ. Nhưng mà vừa tới thì ông đạo sĩ dẫn được cái người vợ của mình, cái người mà mình ưa thích đó, về. Nhưng mà rồi cái người đó cứ đòi cái này đòi cái kia, rồi không có tô chén ăn cơm, rồi đi xin tô chén, rồi đũa bát, rồi nồi nấu, rồi muỗng múc, rồi bếp lò, rồi củi, cứ xin từ như vậy đó. Ông đạo sĩ này mới đầu thì ông thấy mình sống mình tu thấy yên tịnh, bây giờ tự nhiên có cái người phụ nữ này mình thương, rồi ông vua cho, bây giờ cứ người phụ nữ này cứ hỏi đủ thứ hết như vậy. Mà ông đạo sĩ đi xin riết, rồi cuối cùng giác ngộ được, ông đem hoàng hậu trả lại cho đức vua. Rồi đức vua sao nói rằng sao bây giờ ngài xin mà tôi cho, bây giờ ngài nên trả. Nói mệt mỏi quá đi,
Mệt mỏi quá. Có nghĩa là bà hoàng hậu với ông vua đó cũng có bàn với nhau, giúp cho ông đạo sĩ cũng tỉnh ngộ. À, có nghĩa là cho ông đạo sĩ người hoàng hậu mà ông đạo sĩ ông nhìn ông thích. À, nhưng mà nói với bà hoàng hậu cứ ông về xong rồi cái xin một thứ, rồi ông đi tới hoàng cung xin vua vua cho, rồi về cái bả kêu thứ hai, cái loại thứ hai. Thì quý vị biết rằng trong cuộc đời của chúng ta đó, trong cuộc đời chúng ta ví dụ giờ mình nói rằng muốn ăn thì mình xin gạo, nhưng mà gạo đâu có thể nào mà mình nấu mình ăn được, rồi phải xin xin nồi để bỏ cái gạo vô nấu, rồi khi mà xin cái nồi về rồi nồi với gạo cũng đâu có nấu được, mình phải có bình đi xách nước, xách nước do gạo về rồi phải có bếp lò, rồi có bếp lò thì phải có củi, có củi rồi có đồ đánh lửa, có củi, nên nó phiền phức rất là nhiều như vậy. Thì chúng ta nghe những câu chuyện đó để thấy rằng ở đời nó có cái cảm giác nó vô thường quý vị. Lúc mà mình hấp thụ cái cảnh đó, nên thường thường mình hiểu trong A Tỳ Đàm có nói rằng cảnh rất lớn ấy, thì cái tâm nó sanh lên, cái tâm nó sanh lên. Nhưng mà nó có thể là đối với cái đối tượng mắt ấy, nó cũng không phải là gì hấp dẫn. Nó chỉ một lúc nào đó nó sanh lên và người đó có cái tâm tham mạnh, cái cảnh đó nó hấp dẫn. Nhưng mà nếu mà cái tâm tham nó được tiến triển theo một chiều hướng đó, mà nó thuận lợi đó, thì nó sẽ tiến triển rất là mau. Còn khi mà nó mà gặp sự trở ngại đó, sự trở ngại là gì? Thì cái sự trở ngại đó là những cái gì mà phục vụ cho cái đời sống này. Nên nó trong cái bài kinh Đại Khổ Quẩn thì chúng ta cũng có nghe nói. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài nói cái vị ngọt của dục. Nhưng mà cái nguy hiểm của dục, cái vị ngọt của dục là 16 hay 18 tuổi đó, của chúng ta đó. Cái vị ngọt của dục là những cái vật dục đó. Nhưng mà mình muốn có những cái vị ngọt của dục đó, mình phải làm lụng quý vị. Làm lụng đầu tặc mặt tối, chống chọi với mũi mồng, rồi người chủ, rồi đường xá, rồi mưa gió sấm sét, rồi biết bao nhiêu cái việc mà mình chống chọi để mình đi làm, để mình có tiền để phục vụ cho mình mua cái máy tivi, hay là mình mua cái đồng hồ, hay là mình mua chiếc xe. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng khi mà mua chiếc xe rồi đó, mình phải tốn tiền xe, tốn tiền xăng, tốn tiền mòn mỏi của các cái động cơ bỏ xe, rồi bảo hiểm, rồi đủ thứ chuyện hết quý vị. Nên khi mà chúng ta bình tâm mà suy nghĩ đó, có nhiều người khi mà nói muốn có xe đi, nhưng người ta nói rằng một người á, một tháng mà không thu hoạch được 30 triệu đồng thì đừng nên có xe. Vì á, 30 triệu đồng đó mới đủ chi phí mà mua xe rồi đó nha. Nhưng mà mỗi tháng mình thu hoạch mới được 30 triệu trở lên thì mới nên có xe. Vì bảo hiểm nè, bảo hiểm bắt buộc, rồi bảo hiểm tự nguyện để va chạm đó, rồi mình có. Rồi cái chỗ mà xe đậu, cái chỗ xe đậu nó có an toàn hay không? Mỗi bữa mình đi rồi mình về mình đậu đó, thì cái chỗ đó nó có an toàn hay không? Và phải chi phí, nếu có người giữ, họ gắn camera, rồi họ phòng trộm, kẻ trộm vô bẻ kiến, rồi lấy những cái phụ tùng của xe này cái nọ, nên phải có một cái người bảo vệ để giữ gìn những cái xe cổ đó. Và tất cả mọi người có xe đó, họ phải chung lại với nhau để họ trả tiền cho cái người bảo vệ. Rồi những cái cơ sở để mưa nắng nó không bị ngập quý vị. Nhiều khi quý vị thấy có những cái chung cư đó, để xe mưa thì nó tràn vô hầm, nó ngập xe. Nên nó, rồi nó ngập xe, rồi cái xe kích nó bị hư nữa quý vị. Thành ra nhiều khi đó rất là nhiều chuyện. Nên có nhiều người hâm hững mua chiếc xe, nhưng mà khi mua chiếc xe về thì vài tháng sau phải bán chiếc xe. Tại vì chiếc xe mình thấy mình muốn như vậy, nhưng mà thật sự nó chi phí rất là nhiều chuyện quý vị. Rồi còn bị công an phạt chạy quá tốc độ, rồi có tài xế rồi tới nơi rồi phải có tài xế giữ. Nếu mà mình chạy xe mà bỏ xe chỗ đó, sợ người ta bẻ kiến này thì nó đủ thứ hết. Nên thường thường quý vị biết rằng đó, đối với chúng ta đó, mắt đó, nhìn thấy cảnh sắc, nhưng mà nhiều khi đó chúng ta thường thường
mấy người ta quảng cáo cái hàng hóa rồi đó, người ta làm hào nhoáng để cho mình thấy cái lòng tham mình nổi lên, mình mua liền thôi. Chứ có nhiều khi mua rồi mình đem trả lại cũng có đâu quý vị. Đem trả lại mới đầu nhìn thấy cũng gì cũng vừa ý hết, nhưng mà về coi lại thật sự nó không có vừa ý gì hết. Nên nhiều khi quý vị thấy cũng luôn cả những người mà họ cưới vợ cũng vậy đó, mới đầu họ cưới nhưng mà về thời gian sau họ thấy sao mà phiền toái quá đi, sao mà nó hệ lụy quá đi. Nên bây giờ quý vị thấy cái chủ nghĩa người ta sống hiện giờ đó, các cái trào lưu sống đó, nghĩa là hai vợ chồng thôi với cái thu nhập, nhưng mà không có muốn có con quý vị, không có con, có con vì có con nó nhiều cái ràng buộc, nó nhiều cái hệ lụy, nó nhiều lo lắng và nó chi phối tiền bạc, chi phối thời gian, chi phối nhiều chuyện nữa. Nên nhiều khi bây giờ quý vị thấy người ta không có lập gia đình, người ta không muốn có con. Nhưng mà thường thường quý vị biết rằng đối với xã hội á, họ đối với con người họ thấy một góc độ thôi, nhưng mà họ không thấy được hoàn hảo đâu quý vị. Nên thường thường người ta nói một người thấy được hoàn hảo đó, họ mới thấy tích cốc phòng cơ dưỡng nhi đại lão, để dành của phòng khi khó, nuôi con phòng khi già. Mà những người mà khi mà họ già rồi mà họ không có con đó, mình thấy họ rất là tê thảm. Tại già đó, già tay chân khó dạy biểu, ngài lực kiệt sức cùng, lấy gì hành pháp diệu. Mình nghe những cái câu kệ như vậy, nhưng mình biết rằng một cái người già rồi đó, vừa không của vừa không con nữa thì rất là thê thảm. Và cái người mà cái người già đó họ có con có của đó thì họ tương đối hạnh phúc chút xíu, nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy họ cũng không có hạnh phúc. Họ sợ trộm cướp, rồi gửi ngân hàng thì họ sợ ngân hàng phá sản, rồi họ sợ đủ thứ hết chị. Nên cái sự lo lắng ấy, đối với họ nó cũng nhiều thứ lắm. Bây giờ chúng ta thấy rằng hiện giờ đó, cũng như mình nghe câu chuyện mà anh chàng thanh niên của cô vợ đẹp đó. Anh chàng thanh niên của cô vợ đẹp biết rằng cái người vợ này sẽ mang lại cho mình rất là nhiều những cái tai họa. Biết anh thanh niên này, anh biết như vậy, và thật sự như vậy. Yubase nó đi nhìn thấy cái người phụ nữ này, và biết được người phụ nữ đó có chồng rồi, muốn tìm cách để giết người chồng. Thì chúng ta thấy rằng những chuyện đó đó, hồi xưa mình coi những cái chuyện những bá hộ đó tìm cách hại những cái người đó để đoạt vợ đó, chúng ta coi chuyện nó rất là nhiều quý vị. Hiện giờ nó cũng rất là nhiều những cái chuyện như vậy. Nên nhiều khi quý vị thấy mình sống đó, mình thấy rất là nhiều những cái chuyện vậy. Có nghĩa là những cái người làm đó, họ làm cho cái người gia đình đó, rồi họ lấy luôn cái người vợ của cái gia đình đó. Họ lái xe thôi quý vị. Chúng tôi bữa hôm trước có đi đám ma gặp cái chuyện mà quý vị biết rằng người chủ tuy rằng người chủ, nhưng mà cái người đại xế gần gũi sanh ra tình cảm quý vị. Và gần gũi nó dễ xảy ra nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện lắm. Khi mà họ cao hứng lên chút xíu đó, họ không kềm chế được thì nó xảy ra nhiều chuyện lắm. Nhưng mà rồi chúng ta biết rằng mắt đối với cảnh sát ấy, nên cái thường thường mình gọi là cảnh rất lớn á, cảnh rất lớn hay là cảnh mà gọi là cảnh tịnh tướng á, là mắt đối với cảnh đẹp quý vị. Cảnh đẹp, và cái tâm tham của chúng ta nó sanh khởi rất là mau. Nó giống như điện mà nó chạm vậy đó. Nên nhiều khi quý vị thấy người ta nói rằng một bóng hồng á, như là sấm sét chiếm ngự cái, hay là nó sấm sét nó thiêu hủy cái ngôi nhà đó, đối với cái, giống như mình nói cái đối tượng nó nhìn thấy cái người đó, đó nó giống như là cái ngọn sét của điện vậy đó, làm cho tiêu cái nhà đó. Nói đến cái tâm tư của người đó thiêu hút cái cảnh đó. Nhất là quý vị còn nhớ cái câu chuyện mà chúng tôi hay kể về thiên nữ Rohini đó, khi mà sanh ra bốn vị thiên vương đó, tứ đại thiên vương đó, mà ai nhìn cái nàng thiên nữ này đó, tâm cũng bị hút hồn hết. Nên bốn cái vị đó diễn tả là người diễn tả giống như lông gà mà nó gần lửa vậy đó, nó làm cho cái lông gà nó quéo lại. Rồi một người diễn tả là giống như là nước trên thác nó đổ xuống ầm ầm như vậy. Một người thì diễn đạt giống như là cái trống mà
quân hai bên mà sắp trận với nhau đó, đánh liên hồi và quân lính thì hùng hùng mà tiến tới vậy đó. Rồi một vị thì diễn tả rằng giống như cái cờ mà trên cái đỉnh tháp đó. Quý vị biết cái tháp nó cao và cái ngọn cờ đỉnh tháp nó có liên tục, nó phất liên tục. Bởi vì quý vị thấy thường thường mình nói là ở trên cao là cái gió đó, nó rất là mạnh. Thì cũng nên bốn cái vị thiên vương đó diễn đạt khi mà nhìn thấy thiên nữ Rohini như vậy. Nhưng mà khi Đức Trời Đức Thích nhìn thấy thiên nữ Rohini thì Đức Trời Đức Thích nói rằng nếu mà không được đó thì Đức Trời Đức Thích sẽ mất, sẽ chết. Nên Tứ Đại Thiên Vương phải nhường cái nàng thiên nữ Rohini cho Đức Trời Đức Thích. Chúng ta nghe những cái câu chuyện đó nói lên đó, nghĩa là bởi vì thường quý vị biết rằng chúng tôi cũng có nói đó quý vị, mà trong bài kinh Trong Của Để Dành cũng có nói đó, người màu da trong sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang, người quyền quý cao sang, bậc dương triều tông chủ. Bởi vì khi một người sanh ra đời, họ đẹp đó, họ đẹp nó có nhiều cái phước của họ, nhưng mà nó cũng mang lại nhiều quà cho những cái người sống gần họ, nếu là chồng của họ. Ví dụ mà thấy một cái người phụ nữ đẹp đó, thì người ta tìm cách để người ta hại người chồng. Bạn bè chơi tìm cách để hại người chồng đó, để cướp người vợ. Nên đó, chúng ta nghe nhiều rất là nhiều những câu chuyện tương tự như vậy xảy ra trong cuộc đời này, mà cho đến bây giờ nó cũng là như vậy đó chị. Tại vì cái đối tượng á, mắc với cảnh sắc á, bị hút hồn, và người đó mà khi mà không có chế người lòng tham đó, cái lòng tham họ sanh lên đó, thì mình gọi là bệnh tương tư đó. Bệnh tương tư, họ thương, họ nhớ. Nhưng mà nếu mà họ mà có một cái sự suy nghĩ sâu sắc một chút xíu, họ bình tâm chút xíu, thì họ cũng thấy được nhiều vấn đề. Nên thường thường quý vị thấy người ta muốn có vợ nhưng mà không muốn có con nữa. Vì có con đó, hai vợ chồng mà không có kế hoạch sanh con đó, sanh đứa này nuôi, sanh đứa kia nuôi, rồi ăn học, rồi tiền nội trú, rồi tiền học vấn của nó, rồi tiền sinh hoạt cho nó, rồi ăn uống nuôi dưỡng, rồi dạy dỗ nó đó, rồi chăm sóc nó, nhiều thứ lắm. Nên cuối cùng bây giờ người ta suy nghĩ đủ cách hết quý vị. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng những cái xã hội mà không có con nữa thì cái nạn già nua đó, không có ai mà bảo dưỡng, không có ai mà chăm sóc. Cái mặt nào nó cũng có, nó cũng có mặt hay và nó cũng có mặt dở. Tại vì các pháp vũ vi nó không bao giờ tuyệt đối được quý vị, nó chỉ là tương đối thôi. Tương đối với lúc này, ví dụ giờ hai vợ chồng với thu nhập, với cái thời gian làm như vậy đó, họ muốn hưởng cái hạnh phúc, họ không muốn có con. Nhưng mà khi bây giờ già, qua cái tuổi già rồi đó, thì ai chăm sóc họ? Thì họ phải vô những cái viện dưỡng lão, họ không có con cái để chăm sóc họ. Rồi họ lúc chết đó, ai đưa họ? Rồi không có con cái gì đưa họ. Và không có ai chăm sóc, cũng không có ai để mình tâm sự nhiều như là con cái của mình. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật ngày nói đó, ví dụ như là một người có con đó, họ nuôi con đó, thì Đức Phật gọi là cho vay nợ mới. Nhưng mà nuôi cha mẹ thì Đức Phật gọi là trả nợ cũ. Rồi mình dùng tài sản để mình ăn xài, Đức Phật gọi là đổ xuống hố sâu. Rồi mình phải có tiền bạc để giao tiếp bạn bè, sống thành đoàn thể đó thì phải có sự giao tiếp, đám cưới đám hỏi thôi nôi đầy tháng giáp năm rồi mời qua mời lại như vậy để có quần thể tụ họp. Nên Đức Phật nói rằng một số tài sản để giao tiếp bạn bè, nhưng mà rồi một số tài sản Đức Phật gọi là trong của để dành. Vì mình được làm người như vậy đó, thì chúng tôi nói người màu da trong sáng, giọng nó đẹp lòng người đó, thì chúng ta hiểu rằng cái tâm thiện đó, nó tục sinh và nó tạo ra cái sắc nghiệp là người đó, và người đó được nhiều người yêu mến. Bởi vì giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang, người quyền quý cao sang, bậc dương triều tôn chủ, bậc chuyển lương thánh chúa, bậc thiên vương cõi trời, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Thì cái công đức đó là những cái thiện nghiệp mình làm, và những cái thiện nghiệp đó cho mình sanh làm người. Mình có màu da đẹp, giọng nói đẹp lòng người đi, nhưng mà cái người mà có màu da đẹp, giọng nói đẹp lòng người đó cũng có nhiều người giành giật lắm quý vị. Chứ không phải đơn thuần đâu. Nên nhiều khi mình nghe những cái chuyện mà chàng đó quen cái cô đó ở cái làng đó, rồi đi tới cưới hỏi cái làng đó, rồi đi tới nhà coi cô gái đó với cha mẹ cô gái đó, rồi bị những chàng thanh niên đó súng nhau đánh, đánh đến nỗi mà sợ không có dám tới cái làng đó. Nó có những cái chuyện như vậy quý vị.
Có nghĩa là giống như là cái người phụ nữ này ở làng này thì những người thanh niên này họ phải phải là người được cái người phụ nữ này, chứ không phải là cái người ở cái thành phố khác được. Nên cái những chuyện mà ẩu đả, đánh lộn, chém lộn nhau, chúng ta thấy xảy ra rất là nhiều chuyện đó. Mình nói giống như là mình nhìn vào con người hay là con thú đó, cũng có những cái trường hợp giống như là con chim cái mà bao nhiêu con chim đực nó đá lộn nhau để giành chim cái. Ở đời nó cũng có những cái chúng sanh đó, nhiều khi họ không hiểu được đạo đức đó, thì họ cũng giành giật giống như vậy quý vị. Nên đó, chúng ta hiểu được đó, thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta hiểu được rồi, chúng ta mới thấy rằng đó, tâm của chúng ta bất cảnh, mà nhất là cái tâm nhãn thức đó, nơi con mắt bất cảnh sắc, rồi cái tâm nhĩ thức đó, nơi lỗ tai cảnh thinh. Và những cái gì mà lòng tham đó, thì quý vị biết rằng tham đó, Đức Phật thì tuyên bố giống như cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời. Bởi vì cái người có tham đó, họ muốn chiếm hữu cái đó, nên những cái sự xung đột, quýnh lộn đó, đánh lộn, chém lộn này kia nọ xảy ra. Nhưng mà cũng bị lòng tham đâu quý vị. Nên Đức Phật nói rằng cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời. Thể mà chỗ nào có lòng tham của người đó mà họ phi pháp đó, thì chúng ta thấy rằng họ sẽ tìm đủ cách. Chúng ta thấy như là Upalawana đó, nàng bị thanh niên nanh đá cưỡng hiếp đó, vì nàng đẹp. Nhiều người gặm hỏi cha của nàng đó cũng không biết gả cho người nào để khỏi mất lòng hết đó. Dương Tôn công tử, con quan, con vua này kia nọ đến gặm hỏi, thì cuối cùng nói người con gái thì con gái đồng ý đi tu. Nhưng mà cái người thanh niên nanh đá này đó, với cái lòng tham đã tìm cách trốn trong cái chỗ phòng của cái tỳ khu ni. Dù cô này đã đi tu rồi nhưng mà thanh niên này cũng không có buông tha, vì cái lòng tham đó cột chặt đối tượng đó, nên tìm cách để cưỡng hiếp nàng Upalawana. Và khi mà cưỡng hiếp được đó, thì bị đất rút quý vị. Được đất rút. Nên đâu có bài kệ đó có nói về cái việc mà những cái kẻ ngu đó tưởng là vị ngọt, nhưng mà nghiệp đó, khi mà chín mùi đó, kẻ ngu mới thấy khổ đau nè. Chỗ là cưỡng hiếp được nàng rồi nhưng mà bị rơi vào địa ngục quý vị, rơi vào địa ngục. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng á, cái lòng tham á, nơi người nào thì người đó họ họ sẽ hành động. Mà mình nói rằng các dục là số 1 á, khi mà tham đó, nơi con mắt á, thì họ cho là cảnh sắc là số 1. Rồi cái người mà cái tham của họ mạnh ở cảnh thinh á, là lỗ tai đó, thì họ cho là âm thanh đó, là những cái âm thanh hát múa rồi những cái nhạc cụ đó cũng là số 1 quý vị. Nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều người đó, họ sáng tác những cái nhạc cụ, họ để cái tâm của họ đó trong đó rất là nhiều quý vị. Mình gọi là để tâm trong đó, nhưng mà họ cái dục đó, bởi vì dục nó làm là cái gì, câu móc người đời, câu móc đó, cái nghĩa là bởi vì mới dùng cái từ là ác ma là câu móc đó, cái nghĩa là dục đó, là câu móc, là cột trói chúng sanh này. Nên chúng sanh không thoát khỏi dục là như vậy. Có nghĩa là chúng ta bỏ nhiều cái thời gian ở trong thinh dục. Rồi có nhiều người họ bỏ thời gian nhiều trong khí dục, là họ ưa chuộng những cái loại nước hoa, họ đi tìm cầu những cái loại nước hoa, rồi họ sáng chế những cái loại nước hoa, rồi họ nghiên cứu những cái loại nước hoa bằng cái cách là họ kiếm tiền, bằng cái cách là đó là cái cách sống của họ, đó là cái nguồn thu lợi của họ. Và họ phải nghiên cứu nhiều loại nước hoa, rồi họ phân biệt, họ viết ra những cái sản phẩm, những cái lời giới thiệu về cái sản phẩm đó, nó như thế này, ưu điểm như thế kia này cái nọ. Nên thường thường quý vị thấy rằng cái nước hoa là một cái mặt hàng xa xỉ mà nó rất được nhiều người ưu chuộng. Vì sao vậy? Vì chúng ta có lỗ mũi bắt cảnh khí, bắt cảnh khí là hơi mùi, và những cái hơi mùi mà thơm nó là tịnh tướng, là tịnh tướng. Mà tâm tham chúng ta ở nơi cái lỗ mũi mạnh đó, thì chúng ta sẽ đầu tư về cái hơi mùi nhiều, có nghĩa là các loại nước hoa. Ở trong nhà cái gì cũng thiếu, cái gì cũng không thiếu, nhưng mà nước hoa thì cái gì cũng thiếu nhưng mà nước hoa không thiếu. Rồi chúng ta hiểu rằng ấy, một cái người mà khi họ đam mê ấy, thì họ đầu tư rất là nhiều. Nên nhiều khi quý vị vô nhà của mấy ông làm, nhiều khi có chức vụ hay có một chút gì đó hư danh ấy, thì các loại rượu
năm nào loại rượu năm nào cũng có hết, ở trong nhà cái gì cũng cũng thiếu hết, nhưng mà chắc chắn là rượu không có thiếu, tại vì họ có nhiều tiền đó, họ đi mua những cái loại sản phẩm đó, họ đem vợ chất trong nhà của họ, chất trong nhà của họ. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng nhé, cái lòng tham ở nơi con mắt hay là cái lỗ tai hay là cái lỗ mũi, mũi với cảnh khí mà cái người đó nặng về lòng tham nơi cái lỗ mũi. Nên quý vị thấy chúng tôi cũng thường thường nói quý vị đó, cái loài súc sanh nó có nhiều loài rất là lạ quý vị. Cái loài cần cần đó, cái khú giác đó, nó ngửi được mười mấy cây số. Quý vị nghe ông cần cần không? Nên nhiều khi chúng tôi mà coi những cái loài động vật đó, chúng tôi nhớ vì chúng tôi cũng muốn nhớ và theo cái lời dạy của Đức Phật đó, những cái loài cần cần đó, cái lỗ mũi nó rất là thính, nó có thể bắt được cái mùi rất là xa. Nên những cái đường ống dẫn khí đó quý vị, mà nó bị rò rỉ đó, người ta phải làm như thế nào? Một cái đường ống dài mấy trăm cây số như vậy đó, thì họ cho bơm những cái mùi thúi vô, rồi những con cần cần nó nghe cái mùi thúi đó đó, nó đậu xuống cái đường ống mà cái chỗ mà bị rò rỉ đó đó, nó bơi ngay chỗ đó, và người ta tới, người ta bay, người ta đặt ống dòm, người ta dòm, người ta thấy những con cần cần nó bơi chỗ đó, và người ta xuống ngay chỗ đó, và thật sự nó bị rò rỉ chỗ đó như vậy. Có những lúc chúng tôi ngồi chúng tôi coi á, và những cái loài mà như là đại bàng á, mắt nó nhìn rất là xa quý vị, có nghĩa là mười mấy cây số mà nó nhìn vẫn thấy những con đại bàng đó, rồi những con cần cần cái lỗ mũi nó rất là thính như vậy. Rồi quý vị thấy những cái loài mà nó không tính mắt nhưng mà nó ở cái lỗ tai là loài dơi quý vị. Con dơi đó nó có thể phát hiện ra, nó phát hiện ra những cái vật cản đó bằng cái lỗ tai của nó. Mắt con dơi thì quý vị thấy nó tí xíu thôi, nhưng mà cái lỗ tai của nó đặc biệt. Nên người ta mới giới thiệu những cái sản phẩm, những cái tai nghe mà nó giống như là cái tai con dơi đó, đặc biệt như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng, chúng ta thấy tại sao mà các cái loài súc vật đó, nó lại khác biệt như vậy. Nên bình thường quý vị cũng còn nhớ những cái bài kinh mà Đức Phật gọi là ngu hành giả, cổ hành giả đó. Một ông tu cái hạnh con chó, một anh tu cái hạnh con bò đó, mà Đức Phật nói là nếu hành y như con bò, y như con chó đó, thì chết sanh được làm chó, làm bò. Nhưng mà nếu ông nghĩ sai rằng, ông nghĩ rằng hành cái hạnh con bò, con chó này sanh lên cõi trời này, cõi trời kia đó, thì ông bị đọa vào địa ngục. Nên chúng tôi nói quý vị nặng tâm tham đó, là sanh làm súc sanh, nhưng mà tâm tham tà kiến đó, thì sanh vào địa ngục quý vị. Tâm tham tà kiến sanh vào địa ngục. Nên nhiều khi quý vị thấy có 12 tâm tham thôi, có 12 tâm bất thiện thôi, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Nhưng mà tại sao sanh vào địa ngục, sanh vào ngã quỷ, sanh vào súc sanh, tên Atula? Ở trong cái hữu tình cư có nói rằng, chính hữu tình cư đó, có nhiều loại đó tưởng đồng nhưng mà thân dị. Họ chết đó, một tâm tục sinh thôi, tâm thẩm tấn, nhưng mà sanh vào địa ngục, sanh vào ngã quỷ, sanh vào Atula, sanh vào súc sanh. Cũng là tham quý vị, nhưng mà tham á, bỏng sẻn á, thì sanh làm ngã quỷ, mà tham á, thì sanh làm súc sanh, nhưng mà tham á, tà kiến á, thì sanh vào địa ngục, quý vị thấy không? Như vậy rõ ràng á, Đức Phật đã nói rằng tưởng đồng mà thân dị, tưởng á, là có một loại thức đi tục sinh thôi, nhưng mà thân á, ngã quỷ khác, thân địa ngục khác, thân súc sanh khác, mà thân Atula khác. 12 tâm bất thiện, mình nói chung là 12 tâm, nhưng mà cho ra cái tâm tục sinh á, là cái tâm thẩm tấn đi, sanh vào bốn đường ác đạo. Như vậy rõ ràng á, là chúng ta thấy Đức Phật á, Ngài nói như loài súc sanh á, nó có nhiều lắm. Và chúng tôi còn nhớ cái Phật sử của sư trưởng có nói đến loài mà gọi là bàn sanh á, nhiều thứ nhiều loại. Chúng ta nhìn vào loài thủy tộc thôi, con cá đó thì nhiều con cá đó, nó cái màu nó tối thì tối, nhưng mà có nhiều con cá đó, màu nó lè lẹt. Có nhiều con thì màu đỏ, nhiều con màu vàng. Mình nói theo cái câu chuyện mà Đức Phật đã nói, con cá cắp bí lá quá khứ là bị sa môn, bây giờ có cái da màu vàng y như là cái hình bóng của một vị sa môn. Rồi những cái người dân chạy bắt được con cá ở sông Achirawati đó, nói lên đó là tỳ khu cắp bí lá thuyết Phật ngôn làm cho suy tàn Phật pháp mà bị mắc nghiệp.
nói bị biện đối chư tăng tiên dạy mà không nghe lời, nên sanh vào địa ngục rồi sanh làm con cá màu vàng cấp bí lá đó, con cá màu vàng xong Achiravati đó. Thì Đức Phật này nói lên đó, là do cái tham tà kiến mà sanh vào địa ngục. Bởi vì mình không thấy được những cái pháp vô vi, và không thấy được cái lòng tham đối với cảnh sắc thinh khí vị, rồi mình cho cái này là số 1, cái kia là số 1. Nhưng mà thật sự ra đó thì chúng ta hiểu rằng chúng ta nặng về cái lòng tham nối với mắt, nặng lòng tham đối với lỗ tai, nặng lòng tham với lỗ mũi, nặng lòng tham với cái miệng, cái vật thực, nặng lòng tham với cái thân, cái sự xúc chạm của dục lạc. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy rất là lạ quý vị. Ví dụ những người đồng tính đó, là người nữ sống với người nữ, người nam sống với người nam, họ sinh hoạt đó, thay vì người nam với người nữ thành vợ chồng, nhưng mà không phải. Bây giờ hai người nam thành vợ chồng, hai người nữ thành vợ chồng. Ở thế giới loài người bây giờ nó cũng nhiều và do cái tâm tham đó, nên thường thường người ta cũng nói một phần như vậy. Ví dụ như ở trong gia đình mình có một người đồng tính đó, thì những cái đứa con nó có thể dễ đồng tính. Điều này mình hiểu theo Phật giáo nói rằng giống như cha mẹ làm phước mà con làm phước, mốt cha mẹ già con già vậy. Còn cái người đồng tính á, nhiều khi mình nói rằng anh đồng tính, em cũng đồng tính. Có nghĩa là hai cái người này nặng về lòng tham, bây giờ họ chết sanh vô trước, sanh vô sau. Rồi cái người anh đồng tính, cái người em cũng đồng tính. Thậm chí người ta nói rằng á, cha mẹ đồng tính sanh ra đứa con á, nhiều khi cũng bị đồng tính nữa. Điều này nó cũng có một phần quý vị, là Đức Phật nói rằng giống như bây giờ cha mẹ giữ giới, khuyên con giữ giới, mốt cha mẹ sống lâu con nhớ sống lâu. Còn cha mẹ mà sống theo cái kiểu mà cái tâm hồn nó hơi lộn xộn thì cũng con cái của mình cũng có cái tâm hồn lộn xộn. Bởi vì thường thường chúng ta bị ảnh hưởng cái gì, ảnh hưởng là do thân giáo khẩu giáo. Có nghĩa là chúng ta gần một người nào đó, nên thường thường Đức Phật này ưa nói là Đức Phật này giảng trong kinh Tăng Chi hai pháp đó: nghe người khác nói và không khéo suy nghĩ sanh ra tà kiến. Như vậy mình ở trong một cái gia đình nghe cái người đó nói hoài và mình không suy nghĩ chín chắn đó, mình sanh ra tà kiến quý vị. Tà kiến là những cái đời sống sai lầm, ngược ngạo với Phật giáo, nên chúng ta hiểu đó là tà kiến. Tà kiến là một cái khuynh hướng lầm lạc của cái tâm tư, nên người đó thường thường kiến đoạn kiến, vô duyên kiến, vô quả kiến hay vô hành kiến. Tà kiến nó có 5 loại như vậy. Như vậy thì chúng ta cũng hiểu rằng những cái vị vua này nói về cái mắt với cảnh sắc, tai với cảnh thinh, mũi với cảnh khí, miệng với cảnh vị, thân với cảnh xúc. Nên thường thường quý vị thấy con người chúng ta mà gọi là cõi dục á, vì chúng ta sanh vào cõi dục đó, chúng ta nặng về dục nên chúng ta sanh vào cõi dục. Nhưng mà những cái chúng ta có cái khuynh hướng cao hơn đó thì họ tu thiền, họ yểm ly các dục và sanh lên làm phạm thiên sắc giới. Rồi những cái vị mà vượt lên hơn nữa là phạm thiên vô sắc đó, họ yểm ly các dục các sắc rồi họ sanh lên làm vô sắc. Có nghĩa là họ từ bỏ sắc, họ sanh lên vô sắc. Thì như vậy nên Đức Phật là đó là cái trình độ tâm của chúng sanh quý vị. Nên thường thường quý vị thấy con người chúng ta là cái trình độ tâm, tâm của chúng ta đó, nó sẽ tạo con người cao thượng hay là hèn hạ. Hễ người nào có nhiều tâm tham đó, là người đó hèn hạ. Mà người nào đó, mà sống mà chế người được lòng tham đó, người ta gọi là người có tu, hay là người gọi là người có cái hướng thượng. Và nếu người nào mà nặng lòng dục quá đó thì người đó sống vào hướng hạ quý vị. Bởi vì cái dục nó đai nghiến tâm hồn của họ, ngày đêm họ nhớ đến dục, nên dục nó đai nghiến cái tâm hồn của họ quý vị. Và cái người mà họ mà biết dục nó đai nghiến á, nên họ từ bỏ bớt dục. Nên nói Đức Phật nói dục á, dục tham á, giống như cái túi không đáy vậy đó, bỏ bao nhiêu cũng đầy. Nên Đức Phật nói cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, bố thí người ly tham, do vậy được phước lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người ly sân, do vậy được phước lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si, do vậy được phước lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người ly dục, do vậy được phước lớn. Như vậy á, tham sân si dục á, Đức Phật nói rằng cỏ nó giống như cỏ làm hại những cái cây hoa màu, ruộng lúa. Quý vị thấy lúa mà bị cỏ nhiều đó, nó ăn hết lúa luôn.
Nên nhiều khi quý vị thấy cái ruộng mà có lúa, mà người ta gọi là lúa bằng cái loại cỏ, nó giống như lúa vậy đó, nó mọc cái bông lên đó, mà nó lúc còn nhỏ thì giống lúa lắm quý vị. Mà nếu mà mình để cái cỏ nó nhiều đó, lúa nó lép luôn á, lúa nó, cái bụi lúa nó không có nở nữa. Ngày xưa quý vị biết rằng lúc chúng tôi còn nhỏ đó, thì có đi tỉa lúa đó ở trong chùa Phước Huệ hồi xưa, ngày Pháp Ân ngày còn đó, thì có đất để cái hồi thời kỳ bao cấp khó khăn ấy, chùa nào cũng phải có đất để trồng lúa tự sản xuất ấy, quý vị. Tỉa lúa xuống rồi cái loại cỏ đó nó mọc lúc còn nhỏ nó y như cái lúa vậy, y cái mạ vậy, nhưng mà khi lớn lên từ từ đó cái nó không xanh đậm giống cái lúa, mà nó xanh lợ. Mình biết cái đó là cỏ, mình sau này nó cái gốc nó hơi có cái tí tía màu, nó hơi đỏ đỏ đó, thì phải làm sao phải nhổ cái cỏ đó lên, chứ không là nó cái cỏ đó nó khi mà cái gốc nó tía tía là bắt đầu nó đâm chồi dữ lắm, nó ăn lúa luôn, là nó lúa không còn lớn được quý vị. Tại nó Đức Phật năng cỏ làm hại ruộng vườn, tham sân si dục làm hại người đời. Bố thí người ly tham sân si dục thì do vậy được phước lớn. Thì chúng ta thấy rằng vua chúa là một cái người có phước báo quý vị, nên chúng ta nói rằng Sát Lợi đại phú, Bà La Môn đại phú, Gia Chủ đại phú, Chư Thiên đại thần lực, thì chúng sanh đó do cái phước đời trước, bây giờ họ sanh làm Sát Lợi đại phú hay là Bà La Môn đại phú, Gia Chủ đại phú, nhưng mà họ, nếu mà họ nói rằng cái gì là số một đó, nó cũng không có đúng quý vị. Do các dục mạnh đó, mình thích con mắt đó, thì mình cho là cái dục đó, nơi con mắt đó, nhìn cái cảnh sắc đó, nên nhiều khi quý vị thấy nhà cửa con người đó nó cũng thể hiện cái người chủ đó họ nặng về con mắt đó, thì họ trang trí cái nhà, rồi có nhiều người nặng về âm thanh đó, thì nhà của họ có nhiều đĩa nhạc, nhiều cái loại ca nhạc. Nếu mà nặng về cảnh khí đó thì họ trong nhà của họ nhiều loại dầu thơm các cái hãng nổi tiếng. Còn nếu mà họ mà người nam đó, trong nhà họ nặng cảnh vị đó, là thích rượu đó, thì trong nhà họ nhiều loại rượu quý vị. Rượu nào cũng có đó. Rượu thì không thiếu, nhưng mà tiền thì thiếu, tại vì có nhiều tiền đi mua rượu đó, các loại rượu họ chưng trong nhà của họ quý vị. Rồi quý vị biết rằng đó, có nhiều người đó họ nặng về lòng dục đó, sự xúc chạm nam nữ đó, nên đó, có nhiều người đó, tới 5-7 bà vợ, 10 bà vợ, 20 bà vợ, vua chúa thì quý vị thấy biết bao nhiêu là cung tần phi nữ, bao nhiêu là ngàn cung tần phi nữ ở trong một vị vua, tam cung lục diện như vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng á, do á, ông vua đâu thích cái đó thôi, ông vua đó thích đó, thích lòng dục như vậy, hoặc là để thể hiện đẳng cấp vua chúa, hoặc thể hiện mình là người mười quy quyền thế lực, mình muốn bắt bớ muốn bao nhiêu cung tần phi nữ là cũng cung phụng cho mình. Nhưng mà rồi chúng ta thấy vị vua đó không nào sống lâu hết quý vị. Nếu lòng dục nhiều đó, họ thân bại lên danh liệt, có nghĩa là đời sống của họ tàn tạ. Ví dụ chúng ta thấy như Trụ Vương hay những cái vị vua mà đam mê rồi đó, thì họ cũng không còn cái gì hết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, thì Ngài biết rằng cái lòng dục á, do cái tâm dục thôi quý vị. Do cái tâm dục, bởi vì chúng ta gọi là tâm tham á, tám tâm tham, nơi mắt hay nơi tai, nơi mũi, nơi miệng, nơi thân, nơi tâm. Mình nặng dục cái nào đó thì mình cho cái đó là số 1. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở trên đời này không có gì là số 1 hết á. Mình nói rằng mình thích mua cái đồ đó, nhưng mình mua cái đồ đó, nhưng mà có nhiều người đã thích cái đồ khác. Nên quý vị đấy, ở đời ngoài chợ không có ai hoàn toàn bán mà người ta không mua hết. Không phải là một người ra bán mà bao nhiêu người xúm nhau không mua. Cũng như chúng tôi nói tôn giáo cũng vậy đó. Nếu mà tôn giáo người ta nói Chúa mà cứu được người đó đó, thì đâu có ai mà không theo tôn giáo đó. Ví dụ mình nghe nói, ví dụ Chúa mà cứu được là người sống lại đó, thì ai mà không theo Thiên Chúa. Nhưng mà thật sự ra Chúa có cứu được đâu. Nếu ông cha, ông linh mục cũng chết ầm ầm, cũng bị Covid rồi chết này kia nữa, cũng đâu có cứu được. Nhưng mà tại vì người ta tin thôi, người ta tin có cứu được thôi. Nhưng mà người ta bình tĩnh chút xíu, người ta thấy đâu có cứu được đâu. Ai sanh ra cũng chết, Chúa cũng chết, Phật cũng chết. Đức Phật nói rằng đó là pháp hữu vi, sanh ra và diệt thôi. Hãy có sanh là có diệt, đó là pháp hữu vi. Các cái loại nó chỉ là tương đối thôi, chứ không có gì là gọi là hoàn hảo hết. Pháp hữu vi không gì hoàn hảo, chỉ niết bàn thôi.
Niết bàn là pháp vô vi thôi, mới là pháp siêu thế thôi, vượt lên tất cả sự khổ đau rồi. Như vậy thì chúng ta hiểu được chứ, mắt và cảnh sắc là cái đối tượng, nên thường thường mình gọi là nhãn quyền đó. Mắt và cảnh sắc, sức mạnh của con mắt nó bắt cảnh sắc nên gọi là nhãn quyền. Rồi nhĩ quyền là sức mạnh của lỗ tai bắt cảnh thinh, tỷ quyền là sức mạnh của lỗ mũi bắt cảnh khí, thiệt quyền là sức mạnh của lưỡi bắt cảnh vị, thân quyền là sức mạnh của bắt cảnh xúc, nam quyền là sức mạnh của người nam, nữ quyền là cái thể hiện của người nữ. Thì nó có 22 quyền đó. Mấy quyền ở nơi đây là Indriya đó, có nghĩa là nó có một cái sức cai quản, nên mình gọi là quyền đó. Nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, nam quyền, nữ quyền, khổ quyền, lạc quyền, ưu quyền, hỷ quyền, xả quyền. Thì ngồi khổ vậy, lúc mình khổ đó, mình muốn quyên sinh, thì cái khổ quyền đó, lúc bây giờ nó chiếm ngự cái tâm mình. Ưu quyền là lúc mình buồn bực cái gì đó mà mình không có suy nghĩ sâu đáo, thì cái ưu quyền đó nó chiếm ngự cái tâm mình, gọi là lúc bây giờ cái tâm mình nó bị ưu bi. Rồi khổ quyền là lúc nào mình bị những cái gì đó hành hạ đánh đập, hoặc một cái cơn bệnh nào hành hạ mình đó, mình thấy khổ kinh khủng lắm, gọi là khổ quyền. Xả quyền là lúc bây giờ cái không có cái gì mà nó kéo hút được cái tâm mình, lúc bây giờ tâm mình nó thản nhiên, mình gọi là xả quyền. Nó không bị khổ hay không bị hỷ, hay là không bị khổ, không bị lạc đó, thì lúc bây giờ gọi là xả, rồi mình gọi là xả quyền quý vị. Nữ quyền sức mạnh của người nữ, nam quyền sức mạnh của người nam. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật này biết được, và ngài cho rằng năm vị vua này đó, đừng có nói cái gì là số 1 hết á. Nếu mà mình nói rằng cái người phụ nữ là số 1, cũng như mình nói cái câu chuyện vui vui của Bạch Tuyết bảy chú lùng đó, xưa kia bà đẹp nhất trần, nhưng nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Bây giờ bà già rồi, bà đâu còn đẹp như Bạch Tuyết mới vừa lớn. Xưa kia bà đẹp nhất trần, nhưng nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn vậy đó. Thì chúng ta hiểu rằng nhé, sắc pháp của chúng ta đó nó bị bào mòn, nên Đức Phật nói rằng cái vị ngọt của dục á, vị ngọt của sắc á, nó có. Vị ngọt của sắc là lúc 16, 18 tuổi đó, kêu mình đi tu, mình không giờ đi tu đâu. 16, 18 tuổi là cái tuổi đó, tuổi đẹp mà, tuổi đó người ta nâng hứng mình, người ta chiều chuộng mình. Nhưng mà lúc mà 8-90 tuổi rồi, mình gần đất xa trời, bệnh hoạn liên miên, đủ hết bao nhiêu loại bệnh đó, thì lúc bây giờ mình có muốn, người ta cũng đâu có ai mà rinh cái người đó về đâu quý vị. Nên nhiều khi Đức Phật nói rằng cái vị ngọt của sắc nó có, nên người ta đam mê. Còn cái nguy hiểm của sắc nó cũng có, là lúc mà già nua đó, là bao nhiêu cái sự khổ lụy. Nên cái người trí đó, họ không có bị cái vị ngọt của sắc lúc còn trẻ. Nhưng mà họ cũng hiểu được cái vị ngọt của sắc, nhưng mà họ cũng tìm cách thoát ly sắc, có liên nghĩa là tu tập để chế ngự các cái sắc lão mại sau này. Cũng như vậy, Đức Phật nói cái vị ngọt của dục đó, là mình cung phụng cho mắt tai mũi lưỡi thân, mình ăn uống mà cái sơn hào hải vị đi, nhưng mà đi làm lụng để lấy tiền để mà ăn uống ngủ nghỉ đó, để phục vụ lỗ tai bằng các cái bản nhạc giải trí, hay là các cái bản nhạc để ru hồn mình đó, thì mình phải bỏ tiền đó để mình mua. Rồi mình phục vụ cho mắt mình đó, mình trang trí, hoặc là phải nhà cửa sạch sẽ thì có mướn người để quét dọn lau chùi này kia nọ, nó cho nó sạch đẹp, thì cái gì nó cũng có giá của nó chị. Tại Đức Phật nói cái vị ngọt của dục nó cũng có, rồi cái nguy hiểm của dục, thoát ly của dục. Rồi Đức Phật nói cái vị ngọt của cảm thọ nó cũng có, nên lúc nào mà hỷ lạc á, nó còn nó là thọ hỷ, nhưng mà nó biến hoại á, thì nó thành thọ khổ, hay là thọ ưu, hay là thọ xả. Lúc nào nó có đó, nó gọi là nó sanh trụ á, trụ mình gọi là nó đang có, và khi diệt á, là đang mất. Diệt là đang mất. Tí như mà thọ ưu đó đang mất là giờ mình hết buồn rồi. Nên thường thường quý vị thấy một ai đó họ mất cái chuyện, họ bị chồng hay là bỏ, hay là tình nhân bỏ đó, mình chỉ cần khuyên họ nói tuần lễ sau tôi sẽ cho bằng một cái loại bùa để bà chuộc ông đó về. Nói như vậy nhưng mà họ bây giờ họ muốn tự giận, nhưng mà tuần lễ sau họ tự giận đó, không có muốn tự giận nữa. Thôi ổng đi tôi rảnh nợ. Lúc đó thì họ muốn chết vì người đó. Nhưng mà thời gian ông chồng đi rồi, họ cũng thấy ồ rảnh rang quá,
giờ muốn đi đâu cũng được hết. Nên tuần lễ sau nói tự giận nữa, không còn tự giận nữa. Lúc bây giờ tự nhiên thấy ông bỏ đi theo bà khác, thấy tự nhiên chịu nổi. Nhưng mà tuần lễ sau mình thấy ồ mình cũng tự do quá. Có ổng mình bị ràng buộc này kia nọ, không có ổng mình khỏe. Có ổng lúc nào cũng dán mắt theo dõi mình, ổng tìm cách này tìm cách kia. Ổng theo dõi mình hoài, bây giờ ổng đi rồi có ai theo dõi mình, mình khỏe. Nên thường thường quý vị biết rằng cái cảm thọ ưu đó, lúc nào mà nó trụ đó, gọi là nó đang có đó, thì mình buồn. Nhưng mà lúc nào nó qua rồi nó diệt rồi mình hết buồn ha. Và mình hiểu được như vậy đó, nên cái tâm của mình thọ nó cũng có vị ngọt của nó. Lúc nào nó tồn tại những cái thọ lạc đó, nó có vị ngọt, thọ hỷ nó có vị ngọt. Nhưng mà nó cũng biến hoại, cái cảm thọ nó cũng biến hoại. Luôn cả cảm thọ của các cái tầng thiền nó còn biến hoại, huống hồ với cảm thọ của ngũ trần dục lạc. Quý vị, nó biến hoại rất là mau. Do mình thấy bây giờ nên thường thường quý vị thấy mình nói nữ áo là mùa lạnh ôm cái người nữ đó nó mát, mùa nóng thì ôm vô nó lạnh, mùa nóng thì ôm vô nó lạnh, nên gọi là nữ áo. Chứ còn cái người phụ nữ mà ôm vô mùa nóng mà nó cũng vẫn nóng, mùa lạnh nó cũng vẫn lạnh thì nó đâu phải là nữ áo đâu quý vị. Thành ra nóng mà ôm vô mà tóc mồ hôi đó cũng đâu có gì hấp dẫn. Thành ra chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng các cái cảm thọ nó cũng có vị ngọt, nó cũng có vị ngọt nhưng nó cũng có nguy hiểm. Nó cũng có nguy hiểm. Cảm thọ nó chỉ là cái vị ngọt, nó cũng có nguy hiểm. Nó là phi mà nó đang sanh đang trụ thì nó gọi là như vậy, nhưng mà nó sẽ biến hoại liền. Nên nhiều khi mình ăn chè xôi nước hay ăn bánh canh hay là cháo lòng hay cái gì ấy, mình nói ngon, bữa nào cũng ăn hết, tự nhiên mình thấy bữa nào cũng cho mình ăn cái đó, tự nhiên muốn ói chứ không muốn ăn nữa. Thành ra chúng ta hiểu rằng cái cảm giác chỉ là nó chỉ là cảm giác thôi. Lúc nào nó đang sanh đang trụ thì nó gọi là nó đang tồn tại, còn lúc nào nó qua cái đó rồi nó sẽ biến hoại liền. Nên các cái tham cảm thọ nó cũng biến hoại, nó cũng đâu có gì tồn tại. Những cái người mà họ không học giáo lý đó, nên họ lấy lạc làm trong cái khổ đó, với lấy vô thường ở trong cái thường, lấy cái bất tỉnh trong cái tỉnh đó, lấy tỉnh trong bất tỉnh, nó đâu có được. Ỉa đái thì bữa nào cũng rửa đái, tắm rửa giặt giũ, bữa nào cũng tắm rửa đủ giặt giũ, thì không có bữa nào mà không tắm rửa giặt giũ thì bữa nó cũng hôi hám thôi. Làm gì có vật nào mà thân thể này mà nó gọi là nó hoàn tịnh được, nó là bất tịnh, nó vật bất tịnh, nó là bất tịnh. Nhưng mà mình đam mê mình tưởng nó là hoàn tịnh thôi. Vô thường cho là thường, khổ cho là lạc, vô ngã cho là ngã, bất tịnh cho là tốt đẹp. Đó là cái tư tưởng sai lầm mà Đức Phật này nói. Như vậy đó thì cái người thanh niên này đó có nói lên một cái ý nghĩa là canh đá nanh ga lý cá đó, nói lên cái kệ ngôn là nói rằng Đức Thế Tôn là cái bậc mà tối thượng, giống như hoa sen mà buổi sáng nó tỏa hương vậy đó. Đức Thế Tôn khi xuất hiện ở đời, ngày giảng dạy cái chánh pháp đó, không có lỗi lầm. Cái chánh pháp này do ngài chứng ngộ, ngài biết được cái vị ngọt của dục, của sắc, của cảm thọ, và ngài là một cái dòng họ tối thượng, một cái dòng họ cao quý, một cái dòng họ sắc đế lị cao quý. Quý vị biết rằng trong các giai cấp đó thì thật sự giai cấp sắc đế lị là giai cấp đầu tiên và được suy tôn, rồi mà sau này người ta nhận cái giai cấp bà la môn là cao hơn. Chứ thật sự giai cấp sắc đế lị là giai cấp đầu tiên, một người mà hoàn mỹ nhất mà được người ta bầu là vua đầu tiên trên cái quả địa cầu này chính là dòng sắc đế lị của vị. Thì cái người thanh niên này đó tán thán, và vua cũng xác nhận là Đức Thế Tôn là tối thượng. Thật sự Đức Thế Tôn là tối thượng khi mà diện kiến, vì mình tháo gỡ được những cái sự chấp chặt đó, mình thấy được cái sự sai lầm của mình ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật thì chỉ nói rằng những cái gì đó hấp dẫn đó chỉ là tương đối lúc bấy giờ thôi, mình gọi là sanh trụ đó, nhưng mà khi nó diệt rồi cái đó không còn hấp dẫn nữa. Cái cảm thọ cũng vậy, nó sanh trụ như vậy, cái thọ lạc nó đang sanh trụ vậy, chứ mà nó biến hoại rồi thành thọ khổ rồi. Cũng như bây giờ mình đang vui vẻ vậy, tự nhiên nhức răng quá,
nhức răng quá thì cái vui vẻ đâu có nữa, mặt mày chú ụ rồi, đúng không? À, hay là mình đang vui vẻ bây giờ nó nhức đầu quá, nhức đầu quá, chóng mặt quá, muốn ói quá thì mình đâu còn vui vẻ nữa. Như vậy á, thì cái thân của mình nó bất toàn. Mình đang vui vẻ thì bây giờ nó đau bụng, chột bụng, đi cầu, tự nhiên mình săn mình chạy đi, chứ mình đâu còn cười, đâu còn vui vẻ được. À, thì chúng ta hiểu rằng cái thân thể chúng ta, các cái cảm giác nó cũng là thay đổi liên tục. Thì người thanh niên này nó nói rằng như là Đức Thế Tôn là bậc chói sáng, Đức Thế Tôn là bậc ác ghi rá xá, có nghĩa là cái bậc tối thượng trong dòng họ hay là cái giai cấp, và giống như bông sen ngào ngạt cái buổi sáng, là cái lúc mà tỏa hương đó. Nó thường thường quý vị thấy một loài bông nào nó có giờ tỏa hương, cũng như nó bông 10 giờ, đúng 10 giờ đó là nó nở ra, mà những giờ khác nó không có quý vị. Cái con người chúng ta nó cũng vậy. Và Đức Thế Tôn á, ngày xuất hiện ở đời á, là một cái sự an lạc cho chư thiên và nhân loại, một cái sự an vui cho từ bỏ những cái chấp chặt sai lầm, cả mà hiểu biết được chân chánh, thấy được những cái sự rất là khó thấy do Đức Phật ngày đại đã thấy được nội tâm của chúng ta. Và cái nội tâm chúng ta là nó là như vậy. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, con nghĩ rằng cái bài học này cũng còn nhiều điểm để quý ngài thảo luận, nên con xin chấm dứt cái buổi giảng với bấy nhiêu lời trình bày. Phước nào phát sanh được kính dâng lên chư tôn đức tăng chia đến tất cả quý vị, mong cho được an vui xa rời sư khổ. Bây giờ thì con kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng và thỉnh thượng tọa điều hòa phần thảo luận. Sa thu kính trực thượng tọa Pháp Tân. Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tân đang ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu đầu tiên. Một lần nữa, xin lỗi thượng tọa Pháp Tân có nghe được không? Dạ. Thượng tọa Pháp Tân, chúng ta thấy rằng với cái gọi là cái đẹp, cái tốt, cái tuyệt hảo về sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc đó, thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng nó tùy theo mỗi người, tức là giá trị nó tương đối lắm, nó tùy theo sở thích của mỗi người. Thì như vậy chúng ta có nên dạy về mỹ học hay không, chúng ta có nên dạy về nghệ thuật hay không? Bởi vì nó không có cái chuẩn mực nào hết, nó không có cái nào mà gọi là có cái giá trị tuyệt đối hết, mà nó tùy ở mỗi người thôi. Thí dụ như bây giờ mình nói rằng cái tượng Phật ở bằng Phật, mình thiết lập bằng Phật đẹp hay xấu là tùy theo ý thích của mỗi người, thì như vậy chúng ta có nên có sự hướng dẫn là mình nên thiết trí bằng Phật như thế nào hay không? Xin xin ý kiến của thượng tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thập Bà Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giá Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Mạc Hạnh, Đại Đức Tự Tri, Đại Đức Tự Bất Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ. Ở đây con nghĩ rằng chúng ta đang sống trong cái cuộc đời này thì nó có hai cái sự thật. Một cái sự thật nó thuộc về chân đế, hai cái sự thật về thực đế. Thì sự thật ra đó để nói rằng là nếu chúng ta nhìn ở cái góc độ mà gọi là còn ở trong cuộc đời này thì rõ ràng là như thượng tọa đã nói đó, là cái chuẩn mực về cái đẹp thì mỗi người có cái nhìn khác nhau, cái nhìn khác nhau. Khi mà mình nói rằng ngay cả cái tượng Phật cũng vậy, mình nhìn thì mình cũng lúc đó đó thì khi mà mình nhìn tượng Phật
một cái tượng Phật mà có cái nét đẹp, có cái nét đẹp như là chúng ta được nghe miêu tả ở trong kinh đó, được biết, được miêu tả ở trong kinh đó, là Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp chẳng hạn. Thì mặc dù là chúng ta biết rằng là mỗi quốc gia làm một cái tượng Phật, đúc tượng tượng Phật hoặc là nắn một cái tượng Phật khác nhau, cũng không giống nhau. Ví dụ như tượng Phật của Trung Quốc làm thì rất là mộc mạc, tượng Phật của người Thái thì eo thon, tượng Phật của Việt Nam thì có cái sắc thái của Việt Nam, tượng Phật của người Miến, tượng Phật của Sri Lanka hoặc là tượng Phật của Lào, Campuchia chẳng hạn. Thì ở đây con nghĩ rằng mỗi cái nhìn khác nhau do cái tập quán, do cái văn hóa, cái suy nghĩ về cái nét đẹp khác nhau. Cũng như là nếu mà mình đem mình nhìn góc độ giống như là bản thân của chúng con đó, thì con nghĩ rằng là mình người Việt thì mình thấy người nào nó có nước da màu trắng, nước da trắng sáng thì mình gọi là cái người đó có nước da trắng sáng đẹp, chưa kể những cái nét đẹp. Rồi thí dụ như người ở Châu Phi chẳng hạn thì họ cũng có những cái người đẹp da màu, người đẹp da màu, thì đó là cái góc nhìn. Con nghĩ rằng cái góc nhìn của mỗi một cái quốc gia, mỗi cái dân tộc nó khác nhau. Thì do đó thì con nghĩ rằng cái chuẩn mực mà gọi là cái nhận thức về đẹp của xã hội đó, thì nó mang tính tương đối như là cái sự cảm thọ của mình thôi, và nhìn cái cảm thọ. Rồi bây giờ con nghĩ rằng chỉ có những cái đẹp mà mình gọi là tạm gọi là đẹp đó, thì cái đó đó, cái chân đế đó, thì nó là một cái gì đó nó không thay đổi, nó không thay đổi, và nó là phải là như vậy. Còn cái gì đó xã hội nhận xét thì nó mang tính tương đối mà thôi, do cái nhìn nhận của một cá nhân nào đó, hay hoặc là của một tập thể nào đó, cũng chỉ là cái sự tương đối mà thôi. Nhưng mà con nghĩ rằng là nếu như mà mình nói rằng chúng ta không thể rời được cái tục đế, không thể rời được tục đế, thì cái tục đế đó là cái gì đó, ví dụ như mình nhận xét cái người đó là đẹp như thế này thế kia đó, thì cái đó nó gắn liền ở trong cái tiềm thức, cái suy nghĩ, tập quán của con người rồi. Cho nên là khi mà mình nói đến tục đế, cái gì đó tương đối trong cuộc đời này, thì nó có những cái mà người ta cho là đẹp, cái đó cho là xấu. Vì có đẹp cho nên là có cái còn lại đó là xấu. Cho nên đẹp xấu nó cũng chỉ mang tính tương đối. Bây giờ đó là cái tượng Phật thì con nghĩ rằng người ta cũng nhận biết là đẹp. Nhận biết là đẹp. Ở cái góc độ của mình, như nãy chúng tôi đã nói đó, là tượng Phật của người Thái thì nó eo thon, tượng Phật của Trung Quốc thì là mập to, rồi tượng Phật của người Campuchia thì mình thấy nó, nếu mà nhìn góc độ của mình thì nó không có gì là đẹp, không có là đẹp, mà thậm chí là người ta đúc. Nhưng mà ở đó, nếu mình nói là cái mặt trên đế thì đó là tượng Phật, đó là đúc bằng cái gì đi nữa thì đó là cái biểu tượng, đó là biểu tượng, một cái hình ảnh biểu tượng để rồi mình xem như đó là Đức Phật để mà mình tôn kính, tôn kính. Vì vậy cho nên con nghĩ rằng nhờ có cái tục đế đó mà người ta có những cái mà chọn lọc ra, cho rằng cái này là đẹp, cho rằng cái kia là đẹp, cho rằng cái nọ là chưa có thể đẹp hay là không đẹp, vân vân. Thì con nghĩ rằng cái đó là cái nhìn cũng chỉ là tương đối mà thôi. Vì vậy cho nên là nhờ cái tục đế đó
có nghĩa rằng có cái tục đế đó mình mới suy ra cái chân đế. Có những cái mà nó là sự thật, mà sự thật nó không thay đổi. Cho nên nếu mà mình nói rằng cái sự thật không thay đổi đó là chân đế đó, hay là cái sự thật đó là như là một trong những cái gì đó cao siêu đó, thì con nghĩ rằng cái điều đó rất là quan trọng. Điều đó rất là quan trọng. Ví dụ như bây giờ mình nhìn cái tượng Phật thì có thể là mỗi người là một kiểu, một người là một kiểu, mỗi một tượng Phật một quốc gia. Nhưng mà rồi á, là có cái chung nhất đó, là cái biểu tượng mà để rồi những người tín đồ Phật giáo, những người con Phật thấy cái hình ảnh đó, thấy cái biểu tượng đó thì mình đảnh lễ bởi quý kính, bởi cái ân đức của Phật, quý kính bởi cái ân đức của Phật. Vì vậy cho nên là con nghĩ rằng là về mặt ở tục đế mà nói đó, thì người ta hướng dẫn cho mình, hay là người ta dạy cho mình về cái thẩm mỹ, về nghệ thuật, về cái điều này điều kia, thì cái điều đó con nghĩ rằng nó là cái mà nó liên quan với cái cuộc sống này, liên quan với cuộc sống này. Nhưng mà đó cũng chỉ là tương đối mà thôi, tương đối mà thôi. Vì như vậy thì nhìn lại đó, thì cái chân đế mà nói rằng cái lĩnh vực mà mình nói là cái chân đế đó, thì cái chân đế đó, nó không thay đổi. Dù là ai có nhìn như thế này, nhìn như thế nọ, thì cái đó không thay đổi. Cho nên cái sự thật đó là cái sự thật mà ngàn đời không thể thay đổi. Vì vậy cho nên là con nghĩ rằng để rồi mình nhận thức được cái lời dạy của Phật, để mình phân biệt được cái nào là chân đế, cái nào là tục đế, cái nào nó là chỉ là tương đối, còn cái nào nó là tuyệt đối, thì đối với một cái người tu là phải biết rõ những điều đó. Bởi vì ngay cả bản thân của những người tu, mình nhìn về cái mắt mình nhìn thấy cảnh sắc đẹp thì mình cũng nhận thức là đẹp, bởi vì cái chuẩn mực nào đó. Nhưng mà nó cũng không có phải là tuyệt đối rồi. Nhưng mà rồi đó là mình cũng phải nhìn bằng với cái cặp mắt của mình, bằng cái chân đế, để rồi mình đừng có ngộ nhận, hay hoặc là đừng có đắm nhiễm, hay là đừng có nhìn sai sự thật, để rồi mình có những cái phản sai sự thật. Do vậy thì cái hệ quả của mình còn lại đó là sự dính mắc, sự khổ đau, sự tệ lụy qua cái con mắt của mình, qua cái tai nghe của mình, hay qua cái mũi ngửi của mình, hay cái lưỡi nếm của mình, hoặc là cái thân của mình xúc chạm. Thì những điều đó con nghĩ rằng cái người tu, cái độ của người tu cần phải nhìn một cách rõ ràng cái nào là chân đế, cái nào nó cũng chỉ là tương đối, cái nào nó là tục đế, như thế nào, thì mình phải có cái phân biệt rõ ràng như vậy, để rồi cái tâm của mình khi đối diện đối với căn mình mà tiếp xúc với các trần cảnh, mình đừng có bị đắm nhiễm, hay bị đừng có phản ứng một cách thái hóa, để rồi mình phải bị khổ lị, hay là sự dính mắc khổ đau ở trong cái đời sống hàng ngày của mình là như vậy. Con xin có cái ý để chia sẻ qua câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trả lời. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Sa thú kính trình thượng tọa pháp tân. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu được xin thỉnh Sư Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ. Sư Nguyên Thông, chúng ta thấy rằng ở đây khi nói về cái quan điểm cái gì là đẹp nhất, ngon nhất, hay là cái gì tối thượng, thì Đức Phật Ngài nói rằng nó có các cái tương đối, nó tùy theo mỗi người. Dạ. Có người họ thích cái gì đó, cái thị hiếu họ nằm ở đâu thì họ cho cái là cái nhất. Thì khi mà chúng ta đã biết như vậy rồi, thì đối với cái sự khác biệt giữa người này và người khác, ví dụ như có người họ nói là uống cà phê là nhất, hay là có người họ nói là uống rượu là nhất, có người nói uống nước trà là nhất, thì đối với những sự khác biệt đó, chúng ta nên có thái độ như thế nào gọi là thích nghi, gọi là hợp tình hợp lý? Xin thỉnh ý kiến của Sư Minh Tông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh Sư Phụ có đáp án cho câu thảo luận số 2, hỏi rằng nếu mà chúng ta nhận thức rằng cái đẹp, cái ngon đều mang tính đối đãi không tuyệt đối, thì từ đó chúng ta
nên có thái độ nào đối với những dị biệt trong đời. Kính thưa sư phụ, những cái sự mà dị biệt trong đời mà chúng ta thấy đó, thì Đức Phật giảng dạy là chúng ta không có vướng mắc bất kỳ cái gì. Tại sao? Là bởi vì tất cả những cái gì trong đời đều là có tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Bởi vì tính chất vô thường, khổ, vô ngã cho nên Đức Phật đã giảng dạy thì chúng ta không vướng mắc tham bấm, tham đắm, thấy chỉ thấy nó là như vậy mà thôi. Và chúng ta trong đời sống của chúng ta, dù tu hành hay học hành hay sống gì đó, thì chúng ta không nên vướng mắc. Và khi mà cái tâm của chúng ta khởi lên bất kỳ khi nào, nơi nào, đều phải là khởi lên cái tâm vô sân, vô si và vô tham. Bởi vì cái tham sân si là cái gốc rễ của cái sự sanh tử luân hồi về vướng mắc và đau khổ chúng ta. Vì vậy cho nên những người tu Phật, tức là những chân tử có mặt trong room này, thì đã học, đã biết rằng cái khởi tâm là vô tham, vô sân, vô si là cái điều mà chúng ta nên đắc ý và luyện tập. Và ngoài ra thì Đức Phật đã giảng dạy cái mà cái tâm từ đó, thì chúng ta phải là quân tập cái tâm từ trong tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta cũng có tâm từ rồi thì chúng ta có những cái tình cảm tốt đẹp và thương yêu tất cả chúng sanh, muốn cho được hạnh phúc. Và nhờ vậy mà, thưa sư vị, nhờ vậy mà chúng ta sống một cách an ổn, an vui trong trần gian này và nhìn cuộc đời với một cái cặp mắt hiểu rõ chân lý, biết rõ là mọi vật trên thế gian này đều vô thường, khổ và vô ngã. Kính thưa sư phụ, đó là cái điều mà các con nhận thấy, học tập được trong cái room này. Và con xin trình bày đến sư phụ và đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đủ hoặc là thiếu sót. Xin chân thành tri ân chư vị đã lắng ta nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Cái rừng siêu thông thượng tọa Pháp Đăng nghe, thượng tọa Pháp Đăng có ở trước máy và thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Nếu thượng tọa có, dạ sao thưa thượng tọa Pháp Đăng, trong câu chuyện ngày hôm nay đó, chúng ta thấy rằng năm vị vua có năm cái quan điểm khác nhau về sự cái gọi là tối thượng, cái gì là tối thượng. Thì Đức Phật trả lời là thật ra không có gì tối thượng, đấy là tương đối thôi. Nhưng mà sau đó đó thì lại có một cái lời phát biểu một từ cái do cái cảm hứng của vị cư sĩ là Chanda Nangalika. Thì vị này nói trong quan niệm vị này là Đức Phật là tối thượng, giống như là vầng thái dương mà ở giữa không trung vậy đó. Thì nếu mà năm cái quan niệm của năm vị vua kia là không có đúng, không chính xác đó, thì cái quan niệm của vị cư sĩ này có thể gọi không chính xác không? Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa Pháp Đăng. Hello. Dạ, theo con thì cái quan niệm của vị này là chính xác. Vì Đức Phật là tối thượng, mình thường hay mình nói rằng Đức Thế Tôn là bậc tối thượng ở trong thế gian này. Và thường thường thì chúng ta thấy rằng Ngài tu tập những cái pháp tối thượng, và Ngài thành tựu những cái pháp tối thượng, và Ngài tuyên thuyết những cái pháp tối thượng. Mình có thể đi giếng người khác á, mình có thể lầm lẫn, mình có thể lệch lạc, nhưng mà đi giếng Đức Phật á, thì không bao giờ mà lầm lẫn, mà lầm lạc, và luôn luôn lúc nào cũng có lợi ích cho mình, là sáng tỏ, làm cho mình thấy biết, làm cho mình tiến bước và làm cho mình ra khỏi khổ đau. Nên Đức Phật là bậc tối thượng. Bởi vì thường thường mình nói trong bài kinh này, chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo. Thì Đức Phật là bậc tối thượng trong cõi người này, cõi chư thiên này. Đức Phật là bậc, mà nghĩa là, nên nhiều khi quý vị cứ nghĩ rằng Đức Phật ngày tu tập một thời gian, Đức Bồ Tát ngày tu tập rất là lâu. Thường thường thì con hay nói rằng tám cái tâm đại thiện á, mình làm việc gọi là parami đó, như là bố thí parami, trì giới parami, xuất gia, hay là trí tuệ, hay là chân thật, hay là tinh tấn, hay là tham nhẫn, hay là từ tâm, hay là chí nguyện, hay là hành xả, một cái thời gian lâu dài như vậy. Bảy á tăng kỳ phát nguyện trong tâm, chín á tăng kỳ phát nguyện ra lời, bốn á tăng kỳ được khởi ký, một á tăng kỳ một con số 1 chứ 140 số 0 như vậy. Mà ngài bây giờ thành Phật thời gian có 45 năm thôi,
15 năm đầu, 15 năm giữa, 15 năm cuối, khi mà Ngài còn ở gọi là tại thế gian này. Để thật sự nào, mình suy nghĩ suốt một thời gian tu tập lâu như vậy, Ngài thành Phật chỉ có 45 năm tiền giác thời, 15 năm đầu trung giác thời, 15 năm giữa và hậu giác thời, 15 năm cuối. Có 45 năm Ngài hoằng pháp như vậy thôi. Mà trong 45 năm đó, làm sao mà mình gặp Đức Phật? Quả thật là mình học, mình đến cái sự mà trình bày đó, nói về cái người mà gọi là sanh ra mà gọi là đúng thời của Đức Phật, làm người Phật tử mà có tri kiến nữa, chứ không sanh người ngoại đạo, không làm sanh vào địa ngục ngã quỷ súc sanh, không sanh vào những loài Atula, và sanh ra được làm người và có lòng tin nơi Tam Bảo, là một cái việc cực kỳ khó, quý vị, cực kỳ khó. Nên Đức Phật nói rằng khó thai được làm người, khó thai được sống còn, khó thai nghe diệu pháp, khó thai nghe diệu pháp, khó thai Phật ra đời. Bởi vậy mình thấy rằng đọc Phật thì dễ, nhưng mà gặp pháp còn khó hơn nữa. Bởi vì Đức Phật lại thuyết pháp là giống như mình nói rằng mà Bút Cú Sa Tý ông gặp Phật nó không nhận diện ra được, nhưng mà khi Đức Phật thuyết pháp rồi đó, ông đắc đạo quả A Na Hàm, ông mới quỳ, ông sám hối, ông xưng hô với Đức Phật bằng cái từ hiền giả. Gặp Đức Phật mà ông không biết là Đức Phật, nhưng mà khi nghe Đức Phật thuyết pháp, ông đắc đạo quả A Na Hàm. Thì chúng ta thấy rằng quả thật đó, bởi vì Đức Phật nói rằng khó thai Phật ra đời, khó thai pháp được giảng, khó thai tăng hòa hợp, khó thai chúng đồng tu. Có nghĩa là làm sao mà nói rằng gặp Đức Phật ra đời là khó, mà nghe chánh pháp của Đức Phật khó, và mình khởi tâm mà tu tập mà hòa hợp với nhau là càng khó hơn nữa. Chính vì như vậy á, nên con nghĩ rằng cái người thanh niên này đó, nói lên cái điều này, Đức Phật ngày gọi là ngày khẳng định là cái chuyện đó là sự thật. Bởi vì ai mà diễn kiến Đức Phật là chỉ có mang là cái lợi ích thôi, chứ không có thể nào mà không có lợi ích nào tối thượng mà cái diễn kiến Đức Phật hết, được diễn kiến, được nghe pháp hết. Vì tất cả chúng sanh mà khi mình nghe, mình nói rằng họ nghe pháp là đạo quả. Bút Cú Sa Tý nghe Đức Phật ngày thuyết pháp trong gian nhà lò gốm một thời pháp thôi, ông đắc quả A Na Hàm. Cũng như ngày Xá Lợi Phất ngày thuyết tóm tắt trong gia chủ Út Gá, ông đắc đạo quả Tu Đà Hoàn rồi, ông nghe ngày thuyết tóm tắt thôi mà đắc quả A Na Hàm khi mà chưa gặp Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái chánh pháp mà được nghe và Đức Phật ngày đã chứng ngộ cái chánh pháp đó cực kỳ khó. Ngày hy sinh biết bao nhiêu thời gian, và ngày từ bỏ vợ con, từ bỏ sanh mạng, từ bỏ tài sản lớn nhỏ, rồi ngày thành tựu được quả đó, quả thật là cực kỳ khó. Nên khó thai Phật ra đời là như vậy, khó thai pháp được giảng. Thì con nghĩ rằng cái điều mà ông gia chủ này tán thán là quả thật là chính xác. Vì nếu suy xét đó, gặp cái gì cũng dễ hết. Gặp cái gì trên đời này, mình nói gặp Ngọc Mani nó cũng dễ nữa, nhưng mà gặp Đức Phật là cực kỳ khó, cái gì cực kỳ khó. Vì gặp được Đức Phật á, là mình thấy rằng có những người họ chỉ gặp Đức Phật thôi mà họ có thể sanh lên cõi trời, họ làm vị thiên tử như là cung pháp cô thiên tử Khô Sa Cá đó. Chỉ gặp Đức Phật thôi đã được sanh lên cõi trời rồi. Thành ra con xin trả lời cái câu này như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại, nếu gì cần nói thêm thì tỉnh đừng có. Tiếp theo thì chúng tôi cũng xin cùng với Chư Tăng để có một vài chia sẻ trong cái ý nghĩa của bài kinh ngày hôm nay. Chúng ta cũng nên nhắc lại một chút trong bài kinh này là năm vị vua đã là vua rồi thì cái sự hưởng thụ đó là những gì gọi là rất là tốt, rất là quý, đầy những cái dục lạc ở trong đời.
và đã là vua rồi thì thường là cái quan niệm của mình đó là cái quan niệm rất là bảo thủ, thường thường mà nói ra đó là ai cũng phải vâng phải dạ phải nghe theo hết. Nhưng mà thứ gì một điểm rất là đặc biệt là khi cả năm vị gặp nhau, cùng có những buổi tiệc, cùng có những ngày sống rất là đầy đủ trục lạc, lại cùng đưa ra cái quan điểm riêng biệt riêng của mình. Nhưng mà rồi mỗi vị lại có ý kiến khác biệt, không ai thuyết phục ai được. Câu chuyện mang đến để hỏi Đức Phật thì câu trả lời của Đức Phật lại hoàn toàn khác với những gì mà năm vị này suy nghĩ. Bởi vì sao? Bởi vì năm vị này nói rằng sắc, thân, khí, vị, xúc là tối thượng trong cái quan điểm riêng của mình. Thì thưa quý vị, Đức Phật lại không nói rằng có một thứ nào là tuyệt đối, mà Ngài nói rằng tùy theo cái thị hiếu của mỗi người. Tức là Ngài không có đưa ra một cái lời đồng thuận cho cả năm vị. Nhưng mà rồi điểm thú vị nữa đó là sau lời dạy của Đức Phật thì vị cư sĩ đệ tử Phật lại đưa ra một cái điểm tối thượng khác. Mà cái lời nói vị cư sĩ này nó lại không liên quan đến những gì mà năm vị kia đã nói. Những vị cư sĩ này không nói về cái đẹp, cái tuyệt vời của sắc, cái tuyệt vời của thân, cái tuyệt vời của hương, cái tuyệt vời của vị, cái gì tuyệt vời của xúc. Mà vị này nói về cái tuyệt vời của cái mà chúng ta gọi là hình ảnh một bậc giác ngộ, hình ảnh của một bậc ly trần vô cấu vượt lên trên tất cả. Và cũng là một điểm rất là đặc biệt, rất là thú vị, là mặc dù vị cư sĩ này nói được một điều nó hoàn toàn khác với những điều vị vua nói, nhưng mà cả năm vị vua này đều chấp thuận. Ở trong kinh thì không nói cả năm vị vua đều chấp thuận, nhưng mà cả năm vị đều đem năm cái áo choàng. Ngày xưa là vua đó, họ đi họ có cái khoác áo choàng rất là quý, để tặng cho cái vị cư sĩ này. Mặc dù sau đó thì vị cư sĩ sau khi nhận xong thì đã đem cả năm đặt ở dưới thay chân của Đức Phật để cúng dường Đức Phật. Nhưng mà rõ ràng là cái thái độ mà năm vị vua tặng cho năm vị cư sĩ năm chiếc áo choàng chứng tỏ rằng cái lời nói của vị cư sĩ đó đã tìm được sự đồng thuận từ cả năm vị. đây là một chuyện rất là vui. Vui ở chỗ là năm vị vua, và vị vua nào cũng là đệ nhất trong sự hưởng thụ của mình hết, và cũng là vị đưa ra một cái quan niệm rất là cá biệt. Cái này là nhất, cái kia là tuyệt hảo, cái nọ là tối thượng. Nhưng mà không ai đồng ý ai, cuối cùng thì họ đã đồng ý từ cái lời nói của vị cư sĩ. Thưa quý vị, đây là điểm rất là thú vị của câu chuyện, là vị cư sĩ này không có nói là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, cái nào là cái tuyệt thích, cái nào là cái tuyệt hảo, cái nào là cái tối thượng. Mà vị cư sĩ nói đến hình ảnh của Đức Phật, và với bằng hai cái thí dụ giống như là hoa sen, một loại hoa sen nở, một loại sen hồng. Ở đây vị này dùng một cái tên riêng của một loại hoa sen, chứ không phải chỉ chung. Cái loại hoa sen này theo ở trong sớ giải đó thì nó có cái màu hồng phấn, và đặc biệt khi nở ra cái mùi thơm, thơm vừa thơm ngát vậy đó. Dạ, không phải sen nào cũng màu hồng, và không phải sen hồng nào đó nó cũng có cái mùi vậy, có loại mùi này mùi đặc biệt chứ, mùi thơm ngát, mùi sáng. Thì vì nó dùng đó hình ảnh cho Đức Phật, và không phải chỉ dùng cái hoa sen ví dụ cho Đức Phật, mà vị này lại nói đến Đức Phật qua một cái chữ mà cả ngày Bố Thí Cô Xá ngày cũng phân vân về chữ này. Chữ đó là như quý vị đọc ở trong bài kinh là Anggi Sara,
Angisara ở đây có nghĩa là minh quang, hay là một vị mà có hào quang bao phủ. Và Angisara ở đây cũng là cái dòng tộc Gautama, tức là dòng tộc của Đức Phật. Thì khi mà nói về Đức Phật, thì vị này lại đưa trong cái hình ảnh cũng nó có tính cách đối đãi, nó cũng có tính cách là so sánh, đó là Đức Phật giống như mặt trời ở giữa hư không. Dạ, mặt trời ở giữa hư không. Chúng ta thấy trên hư không này đó, có đâu có cái gì mà nó sáng hơn mặt trời. Dạ. Nhưng mà đây là một sự so sánh rất đẹp. Dạ, so sánh rất đẹp. Vị này không nói cái gì là nhất, nhưng mà đây là một lời rất là khéo nói. Dạ, lời vị này không nói là cái nào là tối thượng như cái nói, nhưng mà vị này so Đức Phật giống như là một loại sen hồng. Và cái loại sen đó, như chúng ta thấy ở đây có cái tên là Kokanara, và giống như là một người, một cái đấng gọi là Angisara, và giống như mặt trời ở trên hư không. Rõ ràng là đây là một cách tán thán, đây là một cách ca tụng. Nhưng mà sự tán thán và ca tụng này đó, nó lại cho chúng ta thấy rằng nó không có một sự so sánh, mà nó vẫn có cái ngôn ngữ gọi là thích hợp, một cái ngôn chữ, cái ngôn ngữ gọi là hợp tình hợp lý trong cách đối đãi. Thì nếu quý vị nào đọc vào trong cái bản Pali đó, dạ, nếu chúng ta đọc bản Pali thì quý vị, thì chúng ta thấy rằng ở trong đó có một chữ, mà cái chữ này đó là chúng ta gọi là nói lên lời xưng tán. Nói lên lời xưng tán, mà lời xưng tán đó gọi là xưng tán thích hợp. Dạ, lời xưng tán thích hợp. Cái chữ đó quý vị chờ chúng tôi biết là Tadanu Rupaya, và Tadanu Rupaya ở đây. Một lời xưng tán thích hợp. Cái lời xưng tán này đó, nó không thể nào gọi là ngoa ngữ. Dạ, nói rằng mặt trời ở trên mừng thái dương ở trên không trung, nó là một tên một loại hoa sen, một loại hoa sen thơm ngào ngạt, thì quả thật đó là một cái nói thích hợp. Trong khi đó, tất cả những vị vua đều dùng chữ ác giá là tối thượng, ác giá là đệ nhất, ác giá là tuyệt hảo, ác giá là không cái gì bằng hết. Quý vị nào mà nghe thường thường, quý vị bây giờ ở Việt Nam hay ăn cái gì ngon á, vị này nói à, cái này ngon không bằng. Nhưng mà thật sự cái nói là nói cho có nói chứ ăn cái đó làm sao mà nói không gì bằng được, nó có nhiều cái ngon hơn. Cái cách nói về cư sĩ là cách nói rất đẹp, cách nói rất đẹp về ý nghĩa, về văn từ. Và vị đệ tử như vậy mà bậc đạo sư á, thì khi ngài trả lời cũng rất là đẹp. Đó là Đức Phật ngài nói rằng cái chuyện nó như vậy là cũng thời một thứ sắc, cũng thời một thứ hình sắc, cũng thời một thứ âm thanh, thứ mùi hương, thứ khẩu vị, một thứ xúc chạm, mà đối với người này á, thì lại tốt, lại đẹp, lại ngon, lại khoan khỉ, mà đối với người khác thì không. Thì ở cái sắc thinh khí vị xúc nào á, mà khi mà mình thưởng thức á, mà mình không còn muốn cái gì khác nữa, thì cái đó gọi là tối thượng. Cái đó ngài nói trên mỗi người. Thí dụ như có vị nào đó, thưa quý vị, là vị này chỉ thích uống có trà thôi, và có trà thỏa mãn tất cả, thì mà không cần phải thứ khác, thì trà là tối thượng. Mà có vị thích cà phê là tối thượng, có vị rượu là tối thượng. Bây giờ nó phải tùy. Và Đức Phật ngài cũng dạy thêm rằng nó cũng tùy ở mỗi người, đối với người đó, đó. Mà có khi cảnh sắc là tốt nhất, cái cảnh thinh tốt, cảnh bị xúc nhất, cảnh xúc tốt nhất, nó cũng tùy nữa. Dạ, mà ở trong mỗi cảnh sắc thinh nghi, tức là trong cái tướng chung và tướng riêng, nó cũng có những dị biệt. Và khi mà chúng ta đọc lại những dòng kinh xưa, chúng ta đọc lời Phật dạy, chúng ta đọc lại cái lời xưng tán của vị cư sĩ, thì chúng ta thấy rằng quả là một cái cách nói thích hợp, một cách nói nó không có ngoa ngữ, một cách nói không có cường độ, cường điệu, không có một cách nói, nó không có đặt đi vô tuyệt đối. Và cách nói được gọi là cách nói ở trong một cái gì phải chăng của cái thế giới đối đãi này ở trong cuộc đời. Để hiểu được điều này đó, đôi khi chúng ta nên tự hiểu lấy chính mình.
cái hiểu chính mình về điểm này rất là đặc biệt, nó lợi lạc lắm thưa quý vị. Lợi lạc ở chỗ là cái gì mình thích lắm á, thì mình cũng nên tự nhắc mình. Theo lời Phật dạy thì cái đó mình nghĩ là thích nhất, nhưng mà nó chỉ là tương đối thôi. Và cái gì thì tương đối. Con người mình nó lạ lắm. Khi mà mình đam mê cái gì, mình thích cái gì, thì mình cho đó là đệ nhất. Và mình phủ nhận tất cả những giá trị khác. Và chính những phủ nhận giá trị khác mà chúng ta nghĩ đó là rất là cực đoan. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là có những người họ xem vấn đề ăn uống là quan trọng. Đường vào tình yêu cũng phải qua bao tử. Tất cả những cuộc hội họp đều phải họp trên bàn ăn. Cái chuyện gì chứ ăn uống là tối thượng. Thì nếu chúng ta có một cái sự ưa thích về ăn uống như vậy đó, thì chúng ta là người con Phật, thì tôi tự nhắc mình rằng cái đó là do cái thói quen, do cái tập quán cố hữu từ nhiều đời nhiều kiếp. Chứ chúng ta đừng quá tin là nó phải là tuyệt đối là như vậy. Hay hoặc giả là chúng ta rất thích âm nhạc, và đối với chúng ta là không nghe âm nhạc không được, phải nghe bản nhạc nào đó, phải nghe ca sĩ nào đó, phải nghe một điệu nhạc nào đó. Nhưng mà chúng ta cũng đừng bao giờ nói rằng ồ, ở trên đời này chỉ có nhạc classic là nhất, những cái nhạc khác là cải lương, hay là chỉ nhạc bolero là nhất, nhạc rock and roll là tệ hại. Chúng tôi nhớ người Việt Nam chúng ta hay có một cái quan niệm như vậy lắm. Hồi thời chúng tôi mới lớn lên, nghe người ta đọc những bài viết, người ta chỉ thích nhạc rock, người ta nói nhạc rock là nhạc rừng rú mang dại vân vân. Nhưng mà sau này khi mà lớn lên ở nước ngoài thì chúng ta thấy rằng xã hội nào người ta cũng có đón nhận nhạc rock. Và chúng tôi nhớ rằng có thời để nhạc rock nó được xem như là một cái văn hóa đồi trụy. Nhưng mà rồi sau này người ta nhận thấy rằng âm nhạc đó là âm nhạc. Và nó tùy theo cái cao trào, nó tùy theo thời đại, nó tương đối. Và nếu cái này tương đối thì cái kia nó cũng tương đối. Và do vậy mình nói theo người biết là take it easy. Take it easy là đừng có nặng nề quá. Chúng ta thường hay có một cái bệnh là cực đoan. Cái cực đoan nó đến từ quan điểm cực đoan. Thông thường thưa quý vị, cái tâm lượng của con người đó nó dựa trên cái nhìn tương đối là phải chăng, tương đối là vừa phải, tương đối là thích hợp. Nếu mà chúng ta nhìn cái gì mà cực đoan quá, nó phải là như thế này, không phải là thế kia, đôi khi chúng ta phản ứng rất là nặng nề. Và đúng cái gì phản ứng nặng nề hết. Cái đó nó phải là như vậy. Nếu nó không là như vậy đó thì chúng ta nguyền rủa, chúng ta lên án, chúng ta bực bội. Thì cái nhìn cực đoan nó thường là nó làm khổ mình. Chúng ta khoan nói cái chuyện là nó gây ra phiền phức cho người khác. Quý vị thấy rằng có ai mà cực đoan ở trong đời này đó mà mang lại cái hạnh phúc người khác, ít lắm thưa quý vị. Và chúng tôi sống ở cái xã hội Mỹ mà bây giờ đó nó lại sinh ra cái trường hợp đó là mình thấy người ta có sự phân hóa. Thí dụ như ngày xưa mà mình nghe nói mình người ta nói chuyện còn nể nang với nhau, còn bây giờ đó thấy người ta khác mình là mình rủa xả, mình miệt thị, mình rủa. Thì cái sự cực đoan á nó chỉ dẫn đến cái khổ. Và cuối cùng rồi chúng ta là người phân tử, con Phật, thì chúng ta nên hiểu rằng cái gì mà chúng ta quan điểm là đẹp nhất nó chỉ là tương đối. Và đẹp nhất là tương đối. Không bao giờ mà chúng ta là người con Phật mà mình lập cái bàn thờ trong nhà mình mà mình nói rằng Phật như vậy mới đẹp. Mình đi qua nhà người khác thấy bằng Phật chỗ khác, mình nói Phật về Phật xấu. Thật ra nó cũng có lý do để bài bán người khác. Người ta thờ, thứ nhất là do cái nhân cái duyên là nó hợp tỉnh được tượng Phật đó. Và cái tượng Phật như thế nào đó chứ là tượng Phật trên bàn thờ, còn cái tượng Phật trong lòng chúng ta nữa. Và nếu chúng ta quá nặng về đức ở bên ngoài, mình nhìn thấy cái bằng Phật mà không hợp với ý mình đó, mình mỉa mai, mình nói này nói kia, mình nói có vẻ nặng nề đó, thì mình làm khổ mình thôi. Mình làm khổ chứ không phải làm khổ ai hết. Vì vậy cái quan niệm mà cái gì là tối thượng, cái gì là đệ nhất, cái gì là tuyệt vời, cái gì là không gì bằng đó, thì nói thì cho có nói thôi, khen cái đó là nhất rồi thì chúng ta cứ khen như vậy. Nhưng mà tốt hết là đừng dùng cái đó gọi là nhất, cái đó gọi là đệ nhất. Mà chúng ta nên nói là cái đó đẹp, hay là cái đó rất là đáng hoan hỷ về thôi, chứ không nên nói là đệ nhất. Chúng tôi có quen với một gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử này thì
ở trong gia đình hai vợ chồng người có mấy người con, và hai vợ chồng đó thì đi đâu ở các chùa đó mà chư tăng cho tượng Phật hay gì đó cũng đều về rất là hoan hỷ, đem về thờ trên bàn thờ và đem thờ, thì chúng tôi cũng phải nhìn nhận đến nhà đó thấy là bàn thờ rất là trang trọng, nhưng mà tôi nói rất nhiều tượng, và với hai vợ chồng này mỗi một cái pho tượng là một cái kỷ niệm năm đó đi ở đó gặp ngày hòa thượng đó, hay đi hành hương Ấn Độ thỉnh về vân vân. Nhưng mà những người con ở trong gia đình lớn lên đó, ở trong đó có người con Hồng Dược Sĩ đó, thì người con này lại thích cái cách thờ của Zen, cái thiền thờ theo Nhật Bản là đơn giản không có nhiều màu. Thì khi mà cái người con này mà ra riêng rồi làm cái bàn thờ, thì cha mẹ mới đem mấy cái tượng Phật qua cho, thì cái người con không nhận nó là không, con chỉ thích thờ cái tượng Phật không có màu mè đơn giản, thế này thế kia, làm cho hai vợ chồng rất là buồn, và hai chồng rất là buồn. Nó lâu nay nó ở trong nhà mình chắc là nó dây tượng Phật của mình. Ở đây chúng ta thấy như vậy là cái này nó dễ đụng chạm lắm. Ở thế giới này có chiến tranh là cũng như vậy, vợ chồng cãi nhau cũng như vậy, và con người bích lòng với nhau cũng vậy. Là tại vì chúng ta có một cái gì đó mà chúng ta nghĩ rằng nó phải là tuyệt đối, và nó phải là tuyệt đối. Và vị cư sĩ ở đây đó, nếu chúng ta đọc kỹ đó, là vị cư sĩ ca ngợi Đức Phật không phải là vì cái sự ưa thích riêng của Đức Phật, mà vị này tán thán Đức Phật là tại vì Đức Phật đã nói ra một lời mà soi sáng cho năm vị vua đó vượt khỏi cái định kiến, vượt khỏi cái thành kiến, vượt khỏi cái sự cố chấp, cái này là nhất, cái kia là nhất. Mà mình không hiểu rằng cái mình gọi là nhất đó, nó chỉ là cái thị hiếu, cái mình gọi là thích nó chỉ là cái sở thích của mình thôi. Và bài học này thật ra bài học rất là ý nghĩa. Nếu chúng ta đọc, nếu chúng ta nghiền ngẫm và chúng ta áp dụng trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta luôn luôn nhớ một điều rằng đừng bao giờ có một cái thái độ là mình phủ nhận tất cả, mình dẹp tất cả. Chúng tôi rất là tiếc là ở trong kho tàng kinh điển đó để lại rất là nhiều những cái lời Phật dạy mà có tính cách trung dung, có cái tính cách là rất là minh triết cho cuộc sống. Nhưng mà chúng ta là người con Phật, đôi khi chúng ta cực đoan quá đi, và cái gì mà nó không có giống như ý của mình, hay cái gì nó không hợp với khẩu vị của mình, không hợp với cái phẩm vị của mình, không hợp với cái nhìn quốc hữu của mình, thì mình phủ nhận hết. Chúng ta nên cố gắng đọc những bài kinh như vậy để chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy rằng cuộc sống nó vốn là một cái dòng tồn tại của những điều kiện và của những cái nhân duyên, bởi vì Đức Phật gọi là hữu vi. Ví dụ như là chúng ta là một cái người quen sống ở vùng nhiệt đới, thì mình về cái vùng nóng mình sống mình thấy thích, nhưng mà nếu chúng ta quen lạnh á, thì chúng ta về vùng nóng chúng ta thấy khó chịu. Hay hoặc giả là chúng ta thích cái thời tiết bốn mùa đó, thì ở những cái xứ lạnh có xuân hạ thu đông mình thích, nhưng mà chúng ta không thích bốn mùa, chúng ta cảm thấy lạnh. Và đâu đó trong lòng chúng ta cũng nên nhắc rằng cái mà chúng ta gọi là tốt xấu hay dở, và nó dẫn đến chỗ khen chê, dẫn đến chỗ thương ghét, nó dẫn đến chỗ lời qua tiếng lại, dẫn đến sự va chạm do sự nhiều ý khác biệt đó, thường thường là người ta không thấy được là tất cả những quan điểm đều có cách thức, và chúng ta nên học để sống chung, chúng ta học để chấp nhận với nhau, và kể cả chấp nhận cái cực đoan của người khác. Dạ. Chúng tôi tin một điều thứ vị trong đời sống này đó, khi một con người sống mà có sự trưởng thành của tâm hồn đó, thì một trong những cái khả năng người đó là sự cảm thông, sự bao dung, sự hiểu biết, chứ không phải là một con người trưởng thành đó là mình học quá nhiều, hay là mình là con người có học vị cao, hay là mình là có một cái sự giàu có. Mà một con người mà có cái tâm hồn trưởng thành đó, thì tâm hồn đó phải đôi khi phải cười với cái khác biệt, đôi khi phải chấp nhận những cái nó không giống như mình, và đồng thời đôi lúc cũng phải tập cười với chính mình, tập cười với cái hay, tập cười với cái dở, tập cười với cái tốt, tập cười với cái xấu, cái ưu điểm và cái khuyết điểm. Tại vì sao? Tại vì Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng hết.
chúng ta có một cái nhân quả riêng, chúng ta có một quá khứ riêng, và cái nhân quả riêng đó nó đã tạo hiện tại riêng. Mà do vậy, nếu mà chúng ta thấy ai đó mà làm cái gì đó không thích, không có như ý mình muốn, nếu mình thấy là cái quan điểm của người nào đó mà không như ý muốn, thì mình chỉ nên có một cái phản ứng rất là nhẹ nhàng. À, mình nói lên sự khác biệt, tôi có ý là khác, nhưng mà không có nên là vì chuyện đó mà đâm ra nổi quạo, nổi sân. Ví dụ như thưa quý vị, chúng tôi sống ở trong chùa, có nhiều chuyện mà quý vị không có tưởng tượng được là cũng thời hai vị sư đi tụng kinh, mà một vị sư thích tụng kinh dài, vị sư thích tụng ngắn, mà nó trở thành một sự quan trái với nhau. Quý vị nghĩ có lạ không? Và cái vị sư ngắn chê là vị sư tụng kinh dài, tụng kinh gì dài quá vì sao tụng ngắn, nhưng mà cái vị tụng kinh ngắn không có lý. Và tại sao mình tụng kinh cho nhiều mà đừng khuyến bao nhiêu mà làm cho người ta phải quỳ lâu, phải ngồi mệt, còn cái việc Phật tử đã tính mình tính tụng, mình phải tụng cho dài, tụng ra đáp ứng cái cho thí chủ, mà chuyện đó kỳ quan trái với nhau. Chuyện của đời nó là như vậy. Và thì câu chuyện về năm vị vua này, cái thú vị ở tại đây đó là năm vị vua không phải là người thường. Người thường của chúng ta thì chúng ta có thể nói rằng tại mình không có, hay là thành ra mình mới khen cái hiện tại của mình. Nhưng mà năm vị vua quả thật là nếu vị này có được cái này thì vị kia cũng có thể có được như vậy. Vị này hưởng thụ được cái này thì vị kia cũng hưởng thụ được, vì họ là vua mà. Nhưng mà cho dù là họ được hưởng thụ với tất cả những điều kiện tốt nhất mà thời đó có thể có được, cũng không thể đồng ý với nhau. Và rõ ràng là cái khuynh hướng có khác biệt. Quý vị thấy trong đời sống hàng ngày đó, có những người họ rất là thích bỏ nhiều tiền để trang trí, tại vì họ thích trong nhà phải có tranh ảnh, phải có màu sắc. Thậm chí họ sẽ mua những món đồ rất là đắt tiền để cho một cái vật trang trí. Và chúng tôi có nghe một cái chuyện mà người ta nói rằng có những người mà mỗi một cái cuối tuần mà đi dự buổi tiệc đó là phải mua một bộ đồ. Bộ đồ có thể tốn 500-700 cả ngàn đồng mà về mặt có lần đi dự đạo tiệc thôi. Nhưng mà người đó họ thấy có một cái lý do của họ. Còn có những người họ ăn những cái món mà chỉ một cái dĩa một dĩa bồng súp, một dĩa súp súp đi cá thôi, có thể trả $100, thì người khác đó, bộ người đó khùng hay sao? Hay là có những người đó họ sẽ bỏ tiền họ mua những cái loại rượu mà mấy chục ngàn một chai luôn, mà chưa không biết nó ngon kiểu gì, chứ mấy chục ngàn chai thì nghe nó gói đạn quá. Nhưng mà không. Chúng ta nhớ một điều này là ở trên đời đó, ngày Hòa Thượng Hậu Giác ngày hay nói đâu, ngày nói là có vị mới có chuyện nói. Dạ, quý vị cứ chờ chúng tôi một chút. Meta xin lỗi quý vị, con chó chùa nó đi rượt người ta đi ngoài đường đó. Dạ. Thì ở đây chúng ta đọc những bài kinh này, nếu chúng ta chịu khó nghiền ngẫm, chịu khó suy tư đó, thì chúng ta sẽ nhận ra được một cái ánh sáng của sự minh triết. Đó là chúng ta sống trong một thế giới đối đãi, một thế giới tương đối, một thế giới của pháp hữu vi, của nhiều nhân nhiều duyên. Do đó, thứ nhất là chúng ta đừng có nuôi cái quan niệm cực đoan tuyệt đối. Thứ hai là chúng ta tập sống chung với nhau một cách hòa bình, một cách hài hòa, gọi là nương nhẹ với nhau. Và điều thứ ba đó là nếu trong mỗi chúng ta có một cái gì chúng ta quá thích, cái gì chúng ta quá ưa chuộng, thì chúng ta cũng tìm cách để nhắn nhủ với chính mình, để tự phản tỉnh với chính mình là cái gì nó cũng vừa chừng là tốt thôi. Đừng có đi quá, tại vì thật ra cuối cùng rồi không có gì tuyệt đối đâu. Dạ, cuối cùng rồi nó cũng không có gì tuyệt đối hết. Giá trị là ở chỗ chúng ta mà thôi. Chứ cái giá trị đó mà chúng ta nghĩ rằng nó là tuyệt đối và ai cũng phải chấp nhận giống nhau như vậy đó, thì chỉ tự mình nghi ngã lấy chính mình. Và chúng ta cũng gây ra sự nghi ngã cho người khác, gây sự phiền muộn cho người khác. Và chúng ta nhớ là một hình ảnh xưa rất là đẹp.
năm vị vua ăn trên ngồi trước thiên hạ có năm quan điểm khác biệt, nhưng mà rồi cùng nhau đến đảnh lễ một vị sa môn là Đức Phật. Đức Phật là một vị tu sĩ, một vị sa môn, và nghe vị sa môn nói, nghe vị tu sĩ nói, nghe Đức Phật nói, mà năm vị này đồng phát tâm để vân thuận. Và chẳng những vậy mà một cư sĩ, và một cư sĩ vô danh, cái vị cư sĩ này theo trong sớ giả, theo trong trong sách Pali Purports thì không có tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác ở trong Tam Tạng, chỉ một lần duy nhất xuất hiện ở đây thôi. Thế nhưng mà thứ vị nhà vua đã, các vua đã đem năm cáo tròn quý giá tặng cho vị cư sĩ này để nói sự cảm kích. Khi vị cư sĩ nói là một lời rất là hay. Cái giai thoại này, cái câu chuyện này nó đưa chúng ta trở về một cái thời kỳ mà cái chánh pháp được tỏ rạng. Đó là một lời thời kỳ hoàng kim của chánh pháp. Người ta có thể lắng nghe nhau, người ta có thể nghe những điều rất là cao đẹp. Và Đức Phật là bậc giác ngộ, Ngài ngồi đó, và những người ở chung quanh Ngài, ở dân Ngài có cảm nhận được những giá trị cao quý, và từ đó có thể sống chung trong cái tinh thần hài hòa, an lạc. Thì quả thực là một câu chuyện rất là đẹp. Thì thưa quý vị, đó là vài chia sẻ của chúng tôi trong bài kinh ngày hôm nay. Ngày mai này chúng ta sẽ có giáo trình Thái Pháp và vị giảng sư là Thượng Tọa Tuệ Sư. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính trương chư tôn đức đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy Giả. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi kết thúc buổi học ngày hôm nay cho chúng con được học và thành theo những lời dạy của Đức Thế Tôn để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và con kính tri ân Đại Đức Tuệ Tri cùng đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Sa thú lành thai. Con Nhật Bình xin thay mặt đại chúng tâm đun. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tâm trí, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính tri ân quý ngài Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật